thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 461, ra mắt Trương Lão Sư một Người rất trung thành, trở về ta sẽ ngợi khen một hồi. Biểu dương người dẫn đầu một câu, quý mặc công tử thay y phục giả dạ hành, đi theo phía sau đối phương, dọc theo nơi hẻo lánh nhất của phủ đệ, lặng lẽ rời đi. Đi rất bí mật, quả nhiên một người cũng không hề kinh động. Thời gian không lâu, hai người tới rừng cây nhỏ ngoài thành thiếu ra, chính là chỗ này. Người dẫn đầu chỉ về phía trước. Được, nghe nói Trương Huyền người khiến cho mình mất mặt lớn, đang ở bên trong, vẻ mặt quý mặc công tử hưng phấn, thân thể thoáng một cái, đi vào. Người ở đâu? Đi vào cánh rừng, nhìn xung quanh một chút, trống không không thấy một vật. Trong lòng hắn đang kỳ quái, đột nhiên trước mắt hắn tối sầm, trong nháy mắt, một cái bao tải rách bị chụp vào trên đầu. Làm gì? trong lòng hắn thầm cả kinh, đang muốn tránh thoát, đã cảm thấy trên mặt tê dần, nắm đấm, gậy gộc, tảng đá bắt đầu hung hăng đập tới, bùm bùm, âm thanh quyền cước đập vào thịt vang lên không ngừng. quý mặc công tử còn không có kịp phản ứng, đã bị đánh lăn trên mặt đất, xương cốt toàn thân không biết vỡ nát bao nhiêu cái. ô ô ô, môi bị đánh xương giống như bánh quẩy. quý mặc công tử đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, không phải đến xem trương huyền chịu nhục sao? thế nào mình thoáng cái lại bị đánh. Không biết qua bao lâu, đau đớn trên người lúc này mới biến mất, bao tải bị xé ra. Ngay sau đó là y phục trên người cũng bị lột đi hết. Bàn tay tê dần, hắn vừa kịp phản ứng, đã bị treo ở trên cây. Nửa đêm gió nhẹ thổi qua, thân thể trơn nhẵn, lạnh lẽo một hồi. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ đám người đánh hắn. Audio điện tử võ tấn bền chính là năm thuộc hạ hắn phái ra theo dõi hành tung của Trương Huyền. Công tử, chúng ta cũng không có cách nào. Ai bảo công tử đắc tội người không nên đắc tội, làm hại chúng ta bị liên lụy. Người dẫn đầu vừa nói vừa rót chân khí rót đến bên trong ngọc tinh ghi hình, ghi lại tất cả cảnh tượng trước mắt ghi xuống. Các ngươi, phụt, nhìn thấy được cảnh tượng mình toàn thân trần chuồng bị ghi lại, quý mặc công tử vừa thẹn vừa giận, máu tươi điên cuồng phun ra. Chuyện gì thế này? những người này không phải thuộc hạ của mình sao từ khi nào lại phản bội biến thành người của đối phương thật vất vả suy nghĩ ra một biện pháp tốt làm cho đối phương bị hại còn có không dám nói nhiều kết quả đều thi triển đến trên người mình buồn cười trước đó hắn còn cảm thấy đối phương trung thành là rất trung thành chỉ có điều đối tượng trung thành không phải là mình ta vẫn luôn cho rằng hắn chọc cho nhiều mỹ nữ chú ý như vậy khẳng định rất cường tráng không nghĩ tới nhỏ như vậy. Đúng vậy, thật nhỏ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ như vậy. Ta cũng vậy, thật là mở rộng tầm mắt. Trong lòng đang tràn ngập phiền muộn, hắn liền nghe được mấy người phía dưới nhỏ giọng bàn luận. Em gái ngươi, ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi đều nhỏ. Phụt, trong lòng muốn hô lên, quý mặc công tử không thể tiếp tục kìm chế được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi. Suốt đêm không nói chuyện. Trương Huyền tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi dã rời do liên tục đi đường đã biến mất sạch sẽ. Rửa mặt xong, hắn vừa ra khỏi phòng, đã thấy đám người lưu lăng đứng ở cửa nhìn qua giống như nhìn quái vật. Ngươi, chỉ điểm một cái, bọn họ đều đột phá. Hắn ám chỉ đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã, Lưu sư đến bây giờ vẫn không thể tin được. Sáng sớm vừa rời giường, nhìn thấy được những người này đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều đột phá, hắn khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa thì rơi hàm răng trên mặt đất tùy tiện chỉ điểm một hồi đã đột phá đột phá này cũng quá dễ dàng đi trước đó hắn vẫn cảm thấy vị sư huynh này còn không có sát hạch danh sư chỉ điểm học sinh tuy có lý giải đặc biệt trên thực tế vẫn không giống như mình hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn mới thật sự hiểu hai người quả thật có tranh lệch lớn là đối phương vượt xa hắn a à, đúng vậy trương huyền gật đầu không phải chuyện gì lớn đi danh sư đường thôi Nghe hắn nói như thế, mấy người lại một lảo đảo. Giúp người đột phá, lại còn không phải là chuyện lớn. Nhìn thấy được hắn nói qua loa vài câu như vậy, trong lòng lưu sư, lục tầm sầu não vô hạn. Người khác chỉ điểm đột phá, đủ loại phiền phức, dùng hết sở học, cũng không nhất định có thể thành công. Nhìn người ta đi, đơn giản giống như đi ngủ, quả nhiên, giữa người và người là có tranh lệch lớn. Rời khỏi lữ quán nơi ở, thuê hai chiếc xe ngựa, mọi người chạy thẳng về phía danh sư đường. Sau một lúc lâu, một tòa kiến trúc thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Phía trên có ba chữ lớn, khí thế huy hoàng, đại biểu uy nghiêm bất khả xâm phạm. Danh sư đường Danh sư đường mặc dù là một chi nhánh của nghiệp đoàn danh sư. Dù là cường đại hơn, có thể đi vào nhận được danh hiệu nhất định, cũng chẳng khác nào có địa vị cực cao. Lưu sư đưa ra huy hiệu thân phận, dễ dàng dẫn mọi người vào trong đó đại điện rộng rãi minh mông, khí độ vô vàn. Trương Huyền, ngươi tới rồi. Bọn họ đi vào trong đó, đang muốn hỏi thăm một chút xem đi nơi nào sát hạch, liền nghe được một âm thanh vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn lại, một nữ hài dẫn theo một lão già đã đi tới. Là ngươi, chính là vị danh sư học đồ hắn gặp được khi mới vừa tiến vào thiên vũ vương thành. Lăng tiêu tiêu, đúng vậy, ngươi cũng tới tham gia hội vấn đáp của mạc vũ công chúa sao sẽ lập tức bắt đầu gần như tất cả danh sư đều đang ở đây chúng ta đi nhanh lên một chút tuy rằng không quá thiện cảm đối với người một chữ cũng không biết này nhưng dù sao cũng là người quen lăng tiêu tiêu cười nói đều đang ở đây tốt lắm đi qua nhìn một chút tất cả danh sư đều đang ở đây xem ra hắn muốn sát hạch cũng không ai để ý tới không bằng đi qua xem một chút đến cùng vấn đáp thế nào cũng tiện sớm làm ra sự chuẩn bị Nghe được có người sát hạch danh sư tiến hành vấn đấp, đám người lưu sư cũng đầy hứng thú. Tất cả đều đi theo sau lưng, đi tới một gian phòng. Giống như một vài phòng học mang lý luận, bày đầy đủ các bàn. Phía trước mặt đã có không ít người đang ngồi, ước chừng trên trăm người. Một đám lão nhân, người trung niên dáng vẻ uy vũ ngồi ngay ngắn ở phía trên cùng. Không nghĩ tới người này lại ở đây. Nhìn quanh một phòng, đột nhiên có một bóng người quen thuộc rơi vào tầm mắt hắn đó chính là diêu đội trưởng đội tuần tra tối hôm qua. Người này tự nhiên đứng ở trong góc, làm công tác hộ vệ. Nếu không phải trên mặt vẫn ửng đỏ, có chút sưng, hắn cũng hoài nghi người này có phải có một huynh đệ song sinh hay không. Liếc mắt thoáng nhìn, Mạc Vũ hình như còn chưa tới, mọi người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn quả nhiên tới. Trương Huyền nhìn thấy được diêu đội trưởng, người này cũng nhìn thấy được hắn. Đội tuần tra chịu trách nhiệm an toàn trong vương thành. Ban đầu, an toàn của danh sư Đường còn chưa tới phiên hắn. Nhưng lần sát hạch này chính là Mạc Vũ công chúa, lúc này mới tạm thời điều hắn qua. Ban đầu bởi vì bị thương, hắn muốn tìm người thay thế. Nhưng vừa nghĩ tới công chúa sát hạch, nếu như vị kia thật sự có quan hệ, khẳng định cũng tới. Không đến, hoặc nhìn thấy công chúa không quen biết, vậy đã nói rõ Bạch Thiểm Y sư vẫn chưa nói thật. Bị đánh thảm như vậy, cũng đừng trách mình nghĩ biện pháp báo thù. Ôm mục đích này, hắn cố nén thương thế trên người, đứng ở một bên. Không nghĩ tới người này quả nhiên tới. Hừ, ta thật ra muốn xem thử, công chúa và người có quen hay không. Siêu đội trưởng hừ lạnh một tiếng, đứng vào vị trí, lặng lẽ quan sát. Đám người trương huyền ngồi xong. Thiên vũ vương quốc tổng cộng 13 vị danh sư nhất tinh, 3 vị nhị tinh. Hội vấn đáp là bước cuối cùng của danh sư, cũng không có một danh sư nhị tinh nào qua biết người trước mắt này cái gì cũng không hiểu, lăng tiêu tiêu có lòng tốt giải thích. Trương huyền chắt lưỡi, thiên huyền vương quốc ngay cả một danh sư nhất tinh cũng không có. Ở đây có 13 vị nhất tinh, 3 vị nhị tinh. Chỉ từ số lượng danh sư cũng có thể thấy được tranh lệch thực lực của một nước. Không hổ danh là vương quốc cường đại nhất trong 13 vương quốc xung quanh. Có nhiều danh sư như vậy khai đường giảng bài, hậu bối làm sao không lợi hại. Thực lực chỉnh thể làm sao không mạnh mẽ. Vương quốc có mấy vị danh sư nhị tinh. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Nghe hắn ngay cả loại kiến thức thông thường cơ sở nhất này cũng không biết, Lăng Tiêu Tiêu lại nhướng mắt. Lợi hại nhất tất nhiên là Khương Đường chủ, có người nói đã đạt được nhị tinh đỉnh phong, cách danh sư tam tinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại theo thứ tự là hai người Quan sư, Trúc sư. Trong đó Trúc sư mới đạt được danh sư nhị tinh không đầy 2 năm, xem như là mới nhất. A, à, Trương Huyền gật đầu, nhìn qua. Trước đó nàng nói vị thiên tài siêu cấp Mạc Hoàng Nhất kia có tới sao? Đương nhiên tới, hơn nữa trong những danh sư còn là địa vị tối cao, chính là vị ở chính giữa kia. Lăng Tiêu Tiêu chỉ, ở chính giữa. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lên. Trong một loạt danh sư ngồi đầu, quả nhiên có một người trẻ tuổi đang ngồi, dáng vẻ 25, 26 tuổi, khí tức toàn thân giống như biển như vực khiến người ta một loại cảm giác đè ép mãnh liệt. Tông sư Đỉnh Phong, chương 462, ra mắt chương lão sư 2. Thực lực cường đại không nói, hai tròng mắt đen càng giống như có chứa lực lượng đặc biệt, tự tin nhìn xa trông rộng, dường như chuyện gì cũng không có cách nào gây khó khăn được. Lợi Hải, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền đã biết, những thiên tài hắn gặp được trước kia so sánh với hắn, còn không khác gì đống cặn bã. Hoàn toàn không có thể so sánh. Ngay cả Mạc Vũ công chúa cũng kém hơn rất nhiều. Mức độ tâm cảnh của hắn sợ rằng chỉ ít đạt tới ngoài 6.0. Lưu sư cũng tập trung lực chú ý, truyền âm đến. 6.0, Trương Huyền liếu lưỡi. Mức độ tâm cảnh đạt được ngoài 3.0 có thể sát hạch danh sư nhất tinh. 6.0 cũng có thể sát hạch nhị tinh. 26 tuổi lại có tâm cảnh lợi hại như vậy, tu vi cường đại như thế, tên thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Vũ công chúa tới. Đang quan sát, âm thanh của Lăng Tiêu Tiêu vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một nữ hải đi đến. Không phải Mạc Vũ thì là ai? Lúc này Mạc Vũ mặc một bộ trường bào lớn màu đỏ. Bất kể tóc hay khuôn mặt, đều được chuyên tâm chỉnh sửa qua, có vẻ càng mỹ lệ động lòng người. Thậm chí so với triệu nhã hiện tại, cũng hoàn toàn không yếu. Không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ của thiên vũ vương quốc. Người cũng như tên, mới vừa tiến đến, lại thu hút ánh mắt của mọi người. Tiến vào phòng, Mạc Vũ công chúa nhìn quanh một vòng. Đột nhiên mắt nàng dừng lại ở một chỗ, không nhịn được nhất thời sáng lên. Nàng vốn là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Bộ dáng này của nàng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đồng loạt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, vốn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì, lại phát hiện chỉ là một người thanh niên khuôn mặt không có gì đặc biệt thấy nàng nhìn qua, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Nàng đường đường là công chúa, nhìn ta như vậy, cố ý sao? Hắn đang phiền muộn, nghĩ nên nói cái gì đó, liền nghe được bên cạnh kích động một hồi, giọng điệu hưng phấn vang lên. Mạc Vũ công chúa đang nhìn ta, nàng tự nhiên chú ý tới ta. Gương mặt lăng tiêu tiêu đầy hưng phấn đỏ lên, kêu thành tiếng chói tai. Ách! Nhìn về phía vẻ mặt hoa si của của nữ hài trước mắt, Trương Huyền lắc đầu chỉ có điều, vừa vặn như vậy, cũng coi như giải vây cho hắn. Vấn đáp bắt đầu. Nương sự đi tới, nương theo một tiếng la lên của mạc hoàng nhất, cửa ải danh sư cuối cùng, vấn đáp sẽ bắt đầu. Vấn đáp có phần tương tự với tranh luận đan của luyện đan. Ở đây mỗi vị danh sư nhất tinh đều sẽ hỏi một trong những vấn đề tu luyện. Mấy vấn đề này, thông thường sẽ không vượt quá tông sư cảnh. Chân khí bế tắc ở một chỗ huyệt vị cuối cùng, trước sau không có cách nào thành công, không đạt được thông huyền, lại có phương pháp gì giải quyết? Một vị danh sư hỏi. Có hai biện pháp, đầu tiên, phương pháp chân khí đâm huyệt, tập trung lại rất nhiều chân khí, tập trung ở xung quanh huyệt đạo, tiến hành kích thích đối với nó. Thứ hai, phương pháp dùng thuốc tăng tiến, đan dược nhất phẩm bôi lên huyệt đan, tuy rằng đối với ích huyệt cảnh cũng có công hiệu, nhưng đối mặt với loại tình hình này thật lâu không có cách nào đột phá, hiệu quả không lớn. Có thể lựa chọn sử dụng đan dược nhị phẩm trùng kích huyệt đan. Mạc Vũ công chúa chậm rãi nói, lưu loát có thừa. Nghe một hồi, vẻ mặt Trương Huyền choáng váng mơ hồ. Hắn tuy rằng từng ngụy trang danh sư, cũng giúp rất nhiều người đột phá qua, cũng đều là thành lập ở trên cơ sở chân khí thiên đạo của hắn. Mạc Vũ công chúa nói ra không ít phương pháp, thậm chí hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu thật sự để cho hắn trả lời, có thể nói. Một cái cũng không biết xem ra sát hạch xong danh sư nhất tinh, nhanh chân đến xem sách. Nếu không, cửa vấn đáp này, khẳng định không có cách nào thông qua. Hắn cắt đầu, cũng không thể người khác hỏi đột phá như thế nào, hắn nói một cây ngân châm, một đạo chân khí là được. Nếu hắn thật sự nói như vậy, nhất định sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Hắn lại nghe một hồi, cảm thấy giống như nghe thiên thư, thật sự nghe không hiểu. Hắn không nhịn được nhìn về phía nữ hài bên cạnh sát hạch danh sư có mấy bước. Tuy rằng muốn tới sát hạch danh sư, nhưng đối với sát hạch thế nào, hắn vẫn hoàn toàn không hiểu nổi. Ngay cả cái này ngươi cũng không biết. Lăng tiêu tiêu cũng có phần muốn phát điên. Nếu không tận mắt nhìn thấy được huy hiệu học đồ của hắn, nàng cũng cảm thấy có phải hắn dùng tiền mua được hay không. Những điều này, đều là căn bản. Thứ này cũng không biết, còn thi danh sư, thi cái lông. Trương Huyền gật đầu. Được rồi, bị người này đánh bại, Lăng Tiêu Tiêu đầy bất đắc dĩ giải thích. Sát hạch danh sư tổng cộng 5 cửa ải. 5 cửa ải. Không sai, đầu tiên, phòng tín nhiệm, sát hạch độ tín nhiệm của học sinh, độ tín nhiệm của học sinh vượt quá 50 mới tính thông qua. Nếu như không có học sinh, hoặc không có độ tín nhiệm, cũng chẳng khác nào không có tư cách. Thứ hai, phòng trợ giúp tu luyện, sát hạch chức nghiệp trợ giúp. Nói cách khác muốn trở thành danh sư nhất tinh, phải có một loại chức nghiệp trợ giúp, đồng thời đạt được chính thức mới được. Thứ ba, điện khôi lỗi. Thời điểm sát hạch, sẽ cho ra hai khôi lỗi đang chiến đấu. Phương pháp đúc khôi lỗi đặc biệt, sử dụng chiêu số, công pháp hoàn toàn khác nhau, thực lực lại tương đương. Ai cũng không có cách nào thắng được đối phương. Tại hiện trường chỉ điểm, khiến cho một khôi lỗi trong đó giành được thắng lợi, mới tính thông qua. Thứ tư, biển công pháp. Biển công pháp có vô số quyển công pháp tu luyện, muốn thông qua, cần phải ngẫu nhiên lựa chọn ra một quyển tiến hành giảng bài. Thời gian giảng bài, không chỉ có rất nhiều danh sư chấn thủ phán xét. Quan trọng nhất còn có chuông tiên hiền. Chuông tiên hiền. Ừ, chuông tiên hiền là một bảo bối thông linh trong biển công pháp, có thể nói là linh binh. Trong đó có dấu ấn tiên hiền, lý giải và khống chế tri thức giảng giải công pháp không có cách nào khiến cho nó thỏa mãn, tiếng chuông sẽ không vang lên, cũng lại không có cách nào thông qua. Trương Huyền sửng sốt, không nghĩ tới trên thế giới còn có thứ lợi hại như vậy. Thông qua bốn cửa ải trước, mới đến cửa ải cuối cùng, đường không sai. Đường không sai, có khôi lỗi biểu thị công pháp, phó kỹ, thậm chí còn có chức nghiệp trợ giúp ngươi lựa chọn. Thứ biểu thị ra sẽ có sai lầm, chỉ có điều giấu rất kỹ, gần như không tìm ra được. Trong thời gian một nén hương tìm ra một chỗ, có có khả năng thông qua? Bằng không, xem như thất bại. Hình như hết sức quen thuộc đối với sát hạch danh sư lăng tiêu tiêu giải thích cái nào ra cái đấy phòng tín nhiệm phòng trợ giúp tu luyện điện khôi lỗi biển công pháp đường không sai năm cửa ải lớn cái sau còn khó hơn so với cái trước không đúng vậy không phải còn có một hội vấn đáp sao trương huyền lộ ra vẻ mặt nghi ngờ không phải nói vấn đáp là cửa ải cuối cùng của sát hạch danh sư sao tại sao không có hội vấn đáp được gọi là cửa ải cuối cùng của danh sư sát hạch trên thực tế là đơn giản nhất. Chỉ cần thông qua năm cái trước, có thể không đáng kể, trăm thông qua. Bởi vậy, chỉ cần thông qua năm cửa ải trước, cho dù thông qua sát hạch, có thể gọi là danh sư. Cái này chẳng qua là biến dạng, trên thực tế chính là vì giới thiệu danh sư mới này cho các danh sư khác làm quen. Lăng Tiêu Tiêu nói. Trương Huyền gật đầu, đồng thời phiền muộn một hồi. Hóa ra cửa ải này là hình thức đơn giản nhất, kết quả mình lại giống như nghe thiên thư một chút cũng nghe không hiểu hiện tại xem ra danh sư cũng không phải dễ dàng sát hạch như vậy thời điểm hai người nói chuyện với nhau vấn đáp phía trên cũng gần kết thúc chúc mừng mạc vũ danh sư đây là huy hiệu cấp bậc của nàng từ giờ trở đi nàng chính là danh sư nhất tinh danh sư ngồi ở phía trước rối rít nói tiếp nhận huy hiệu danh sư và trang phục đặc biệt của danh sư mạc vũ công chúa cũng đầy hưng phấn học đồ và danh sư tuy rằng chỉ kém một chút địa vị lại có khác biệt giống như trời và đất trở thành danh sư mới được cho là thật sự đi ở phía trước ta còn có việc cáo từ trước đưa huy hiệu danh sư cho mạc vũ xong mạc hoàng nhất gật đầu xoay người rời đi hình như hiểu rất rõ đối với bản tính của hắn mạc vũ cũng không tức giận thật vất vả cùng mọi người hàn huyên xong mạc vũ nhấc chân đi về phía bên này thấy phương hướng của nàng Lăng tiêu tiêu ở bên cạnh kích động, sắc mặt đỏ ửng, có vẻ có phần nói năng lộn xộn. Thần tượng đi qua, lẽ nào nàng thật sự biết ta? Người mau nhìn xem, đầu tóc ta có dối không? Ách, không dối. Trương Huyền lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lăng tiêu tiêu vội vàng đứng lên. Học đồ lăng tiêu tiêu, ra mắt mạc sư. Ừ. Mạc Vũ công chúa gật đầu, không tiếp tục để ý tới, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền nhìn thấy được vị công chúa này vừa sát hạch thành công danh sư nhất tinh lại đưa mắt tập trung ở trên thân một người thanh niên không biết từ nơi nào xuất hiện tất cả mọi người xung quanh đều lặng ngắt như tờ lăng tiêu tiêu càng trợn mắt há hốc mồm thiếu chút nữa ngất đi vốn tưởng rằng thần tượng đặc biệt tới là vì tìm nàng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới thần tượng chỉ gật đầu một cái lại nhìn về phía vị bên cạnh này người này không chỉ là học đồ cái gì cũng không hiểu sao Đặc biệt tới nhìn hắn, làm cái quỷ gì? Lẽ nào Bạch Thiềm y sư nói là sự thật? Siêu đội trưởng đứng một bên vẫn chú ý tới động tĩnh bên này. Thấy Mạc Vũ công chúa tự nhiên đi tới trước mặt người kia, hắn lập tức hít thở dồn dập. Xem ra Bạch Thiềm y sư nói là sự thật, nếu không, công chúa cũng không có khả năng đặc biệt đi tới. May mà trước đó, sau khi nghe được lời của hắn, mình không tiếp tục thể hiện. Bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào chỉ có điều, công chúa luôn luôn giữ mình trong sạch. Nếu nàng cùng người này quả thật có quan hệ, khẳng định rất nhanh lại có không ít người biết. Trong lòng hắn thầm nhủ, hắn đang nghĩ ngợi, tới khi tin tức truyền ra, sẽ khiến không ít người theo đuổi nàng được mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cách đó không xa, mạc vũ công chúa ôm quyền, làm lễ tiết chỉ khi học sinh đến gặp lão sư mới có. Học sinh mạc vũ, ra mắt trường lão sư. Trường 463, sát hạch danh sư, bắt đầu một học sinh mạc vũ ra mắt trương lão sư xung quanh lặng ngắt như tờ mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn đây là có chuyện gì mạc vũ công chúa lại là đệ nhị thiên tài của vương quốc tuổi còn trẻ lại sát hạch trở thành danh sư nhất tinh người như thế lại tôn trọng xưng hô là trương lão sư người này từ đâu xuất hiện có tư cách gì khiến cho công chúa làm như vậy phù phù siêu đội trưởng chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa thì lập tức quỳ xuống. Má ơi! Còn tưởng rằng người này và công chúa có chút mở ám, tính tạo ra tai tiếng các loại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, công chúa lại muốn tự cho mình là thân phận học sinh. Có cần khoa trương như vậy hay không? May mà ngày hôm qua không lỗ mãng gây phiền toái, bằng không bị lập tức giết, cũng không ai dám thay mình nói chuyện. Lăng tiêu tiêu ở một bên, vẻ mặt giống như đang nằm mộng còn tưởng rằng thần tượng đi qua nói chuyện với nàng. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, thần tượng muốn bái kiến người cái gì cũng không hiểu này. Đại ca, người không phải ngay cả danh sư đường ở đâu cũng không biết, sát hạch danh sư thế nào cũng không biết sao. Người không phải ngay cả mạc hoàng nhất cũng không biết sao. Học đồ nho nhỏ cái gì cũng không biết, khiến cho đệ nhị thiên tài của vương quốc, mạc vũ công chúa vừa trở thành danh sư, cung kính cúi đầu xưng hô lão sư có muốn kích thích như thế hay không? Ngay cả vị cường giả bên cạnh nàng cũng mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Trước đó, hắn vẫn có chút bất mãn đối với chuyện tiểu thư nói thừa cùng người này. Bây giờ hắn mới biết, người này thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, lại đúng là nhân vật che giấu quá lợi hại. Công chúa xưng hô là lão sư, chỉ riêng điều này lại có thể so sánh với một ít danh môn vọng tộc trong vương thành. Không chỉ bọn họ đám người triệu nhã mỗi người cũng sờ đầu không hiểu. Bạch thiềm y sư vô cùng kiêu ngạo, bị đánh không tìm được phương hướng, không dám phản bác. Công chúa thiên tài không người lại bái, xưng hô lão sư. Trương lão sư không phải nói, chiều hôm qua vừa đến thiên vũ vương thành sao. Vừa đến, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, kính nể của kính nể, tôn trọng của tôn trọng, khiếp sợ trong khiếp sợ. Nếu như ở lại một khoảng thời gian, có phải đường chủ danh sư đường cũng muốn đi qua thăm viếng hay sao? Ừ, không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền hờ hững gật đầu. Đối phương không người, hắn đúng là nhận được. Không có hắn chỉ điểm và truyền thụ ở Hồng Liên Thành, muốn thi hạch luyện đan sư nhị tinh thành công, tuyệt đối là không có khả năng. Trương Lão Sư, Mạc Vũ Công Chúa có chút do so dự, còn muốn hỏi một chút về chuyện độc điện. Cuối cùng nhiều người, nàng vẫn không có dám mở miệng. Trước đây, thời điểm nàng rời khỏi Hồng Liên Thành, Trương Huyền và Đại Dược Vương đã xuất phát. Giả mạo đặc sứ đi độc biện, nguy cơ trùng trùng, nàng vẫn lo lắng. Vốn tưởng rằng cho dù hắn bình an vô sự, còn muốn nhìn thấy cũng rất khó. Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, lúc này thời gian mới vài ngày, nàng lại gặp được hắn ở chỗ này. Chính vì vậy, vừa rồi nàng mới có chút thất thần, liếc mắt nhìn thêm một cái. Hội vấn đáp kết thúc, nàng không thể tiếp tục kìm chế được đã đi tới, đến đây bái. Có thể trở thành đệ nhị thiên tài của vương quốc, nàng còn có chút cao ngạo. Trải qua qua một khoảng thời gian ở chung, nàng mới biết được, chút thiên phú này buồn cười thế nào. Ở trước mặt người thanh niên này, cũng không tính là cái gì. Mạc Vũ, không giới thiệu cho ta làm quen một chút sao. Nàng đang muốn nói tiếp, một âm thanh vang lên, ngay sau đó một người thanh niên thân hình cao lớn đã đi tới. Người này chừng 30 tuổi, Mạc Trường Bào cũng là một vị danh sư nhất tinh. Khí tức trên người điên cuồng phun ra, lực lượng cuồn cuộn, thực lực hoàn toàn không yếu. Không ngờ là một vị cường giả tông sư cảnh. 30 tuổi tông sư, danh sư nhất tinh, tuy rằng thiên phú kém hơn so với Mạc Hoàng Nhất, Mạc Vũ lại cũng không kém hơn quá nhiều. Nhìn thấy người này, trong mắt Mạc Vũ thoáng hiện ra vẻ không vui. Chỉ có điều nàng vẫn gật đầu một cái ta có thể ở dưới tình huống tu vi của bản thân không đạt được tông sư chế luyện ra đan dược nhị phẩm, sát hạch luyện đan sư nhị tinh thành công là nhờ có trương lão sư chỉ điểm. Hắn đối với ta có nửa nghĩa sư đồ. Luyện đan sư là chức nghiệp rất sát đầu trong cửu lưu. Dưới tình huống bình thường, muốn sát hạch nhị phẩm, chỉ ít tu vi của bản thân phải đạt được tông sư cảnh. Bởi vì chỉ có đạt được cảnh giới này mới có khả năng khống chế thật tốt nhiệt lượng, dược tính của dược vật, các loại lực lượng xung đột trong lò luyện đan do đó thành công chế luyện ra dược vật cấp bậc nhị phẩm. Mạc Vũ ở thú đường nhận được sự chỉ điểm, đã có thể chế luyện ra đan dược nhị phẩm. Ở Hồng Liên thành nàng lại nghiêm túc học tập qua mấy ngày, thủ pháp càng thuần thục. Sau khi trở lại Vương Thành, nhận được Phương thất ra sức ủng hộ, Tu Vi cũng có đột phá cực lớn. Tuy rằng cách Tông Sư còn có chút khoảng cách, nhưng cũng thành cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy, vốn ngay cả cơ hội sát hạch cũng không có, nhưng có thể luyện chế thành công đan dược nhị phẩm, nhận được chấp thuận, đặc biệt thành luyện đan sư nhị tinh, do đó chuyển thành giai thoại. Nửa nghĩa sư đồ Khiến cho mạc sư với từng ấy tuổi lại sát hạch luyện đan sư nhị tinh thành công, thuật luyện đan phải rất mạnh đi. Mọi người ồ lên, mỗi một nhìn về phía trương huyền đầy kinh ngạc, đồng thời bọn họ cũng biết vì sao người thiếu niên này được tôn trọng như vậy. Mạc Vũ Công Chúa có thể sát hạch luyện đan sư nhị tinh thành công là nhận sự chỉ điểm của hắn. Chẳng phải là nói, ở trên phương diện luyện đan, người này càng thêm lợi hại sao? Vượt quá nhị tinh, chẳng lẽ là tam tinh? Chưa đầy 20 tuổi đã là luyện đan sư tam tinh. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Dậy nàng luyện đan. Ánh mắt người thanh niên lóe lên, lập tức nở nụ cười, nhìn về phía Trương Huyền. Hóa ra là một vị luyện đan tông sư, thất kính thất kính. Tại Hạ Khương Thần, cảm ơn người chỉ điểm đối với Mạc Vũ công chúa. Mạc Vũ công chúa hoàn toàn không cho mặt mũi, đôi mi thanh tú thoáng nhíu lại. Ta không cần ngươi hỗ trợ cảm ơn. Ha ha! Khương thần cười khan một tiếng, cũng không cho là châm chọc, ống tay áo vung, mang theo sự cao cao tại thượng, nhìn về phía Trương Huyền. Nghiệp đoàn luyện đan sư Hồng Đan Sư là bằng hữu của tại hạ, mấy ngày trước đây vừa sát hạch luyện đan sư tam tinh thành công. Nếu Trương Lão Sư là cao thủ luyện đan, nói vậy hẳn là quen thuộc với nhau chỉ là tại sao ta chưa từng nghe hắn nói tới nghiệp đoàn lại có một vị đan đạo kỳ tài như vậy hơn nữa dường như toàn bộ nghiệp đoàn đan sư đã ngoài nhị tinh ta gần như đều biết không biết trương lão sư rốt cuộc là mấy sao nghe hắn nói như thế những người khác cũng đồng loạt nhìn qua tràn ngập tò mò chỉ là luyện đan sư nhất tinh mà thôi trương huyền nói hắn chỉ từng sát hạch luyện đan sư nhất tinh cũng không phải là kỳ tài gì cả càng không đi qua nghiệp đoàn luyện đan sư Vương Thành, tất nhiên không biết hồng đan sư gì đó, cũng không có danh tiếng gì. Nhất tinh, nhất tinh chỉ điểm mạc vũ công chúa luyện ra đan dược nhị phẩm. Nói đùa sao? Đẳng cấp chức nghiệp đặc biệt rõ ràng, nhất tinh làm sao có thể chỉ điểm nhị tinh? Mọi người lại không thể hiểu nổi. Vừa rồi mạc vũ công chúa coi trọng như vậy, bội phục hận không thể quỳ dạp xuống đất. Bọn họ vốn tưởng rằng hắn là luyện đan sư rất cao minh, Kết quả chỉ là nhất tinh, có nhầm hay không? Nhất tinh. Khương Thần cũng thoáng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra sự xem thường. Chỉ có điều, hắn che giấu xuống rất tốt. Trương huynh có thể chỉ từng ấy tuổi lại đạt được nhất tinh, cũng coi như thiên phú tuyệt cao. Chỉ cần cố gắng thật tốt, sớm hay muộn cũng sẽ thi ra thứ tử tốt hơn. Mới vừa rồi còn xưng hô là Trương lão sư, hiện tại trực tiếp đổi giọng, Trương huynh, khách sáo cũng miễn. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý tới quay đầu lại nhìn về phía mạc vũ công chúa mạc vũ ta đã chuẩn bị tiệc mừng cho nàng chúc mừng nàng sát hạch danh sư thành công chúng ta đi thôi không đi mạc vũ công chúa giơ tay ngọc ngăn cản tiệc mừng chuẩn bị cho nàng thiếu chủ nhân là nàng làm sao có thể được bị từ chối ở trước mặt nhiều người như vậy khương thần có chút xấu hổ ta còn có việc tìm trương lão sư tiệc mừng gì đó chính ngươi đi đi Mạc Vũ nói. Xem ra đối với người này, nàng cũng đặc biệt không thích gặp. Nếu không như vậy, Trương Huynh cùng qua, cũng coi như cho nàng báo đáp nửa nghĩa sư đồ. Nói đến đây, Khương Thần nhìn qua. Không biết ý của Trương Huynh thế nào, ta thấy người cũng vừa tới Vương Thành, Yến Hội có thể tập trung không ít danh nhân. Hồng Đan Sư trùng hợp cũng ở đó, vừa vặn có thể giới thiệu cho ngươi làm quen. Luyện Đan Sư nhất tinh, tiếp xúc nhiều với loại Đan Sư cấp bậc cao như bọn họ, lợi ích khẳng định không thiếu. Không rảnh, Trương Huyền lắc đầu. Nếu như đối phương thành tâm mời, có thể sát hạch xong danh sư, hắn sẽ đi qua nhìn một chút. Bộ dạng bố thí, đừng nói một yến hội nho nhỏ, cho dù tiệc mừng thọ quốc phương, hắn cũng sẽ mặc kệ. Không rảnh, bị mạc vỗ từ chối, Khương Thần còn có thể nhịn. Một luyện đan sư nhất tinh cũng dám nói như vậy, sắc mặt hắn trầm xuống, lông mày nâng cao lên, khí tức tông sư cảnh, phát ra luyện đan sư tuy rằng rất lợi hại, lại không cách nào so sánh được với danh sư. Người phải suy nghĩ tốt quyết định của chính mình, không nên bởi vì một chuyện nhỏ, một phán đoán sai lầm, do đó rơi vào phiền phức. Ai, nói chuyện với ngươi, đứng lại cho ta. Hắn nói ra quan hệ lợi hại, vốn tưởng rằng đối phương hiểu ý sinh ra kiêng kỵ, do đó ngoan ngoãn nghe lời. Không nghĩ tới, hắn còn chưa nói hết, người đã không thấy đâu, Khương Thần thiếu chút nữa thì xỉu vì tức đường đường là danh sư nhất tinh cường giả tông sư cảnh từ khi nào lại có người không cho mặt mũi như vậy lắc đầu không để ý tới người tự cho mình là đúng này trương huyền đi tới trước mặt mạc vũ dẫn ta qua vâng thời điểm ở hồng liên thành hắn đã nói qua cùng nàng hắn muốn sát hạch danh sư mạc vũ biết ý của hắn hai người nhấc chân đi qua bên cạnh khương thần người này thấy hắn không quan tâm tới vị này xoay người rời đi khóe miệng lăng tiêu tiêu giật một cái. Người biết người này là ai không? Người lại không để ý tới. Cho dù là quốc vương bệ hạ, sợ rằng đều phải đối xử như khách quý. Người lại không để ý tới. Nàng đang muốn qua khuyên can một chút, lại thấy mạc vũ công chúa đi về phía trước chợt ngừng lại, đứng ở trước mặt một lão nhân. Ngô sư, trường lão sư định sát hạch danh sư, vẫn mong ngài chuẩn bị một chút. Sát hạch danh sư, lăng tiêu tiêu đi về phía trước, bước chân chợt lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất. Sát hạch danh sư thế nào, thì thế nào, cái gì cũng không biết, lại tới đây thi. Đại ca, người không có nói đùa chứ. Trước đó tán gẫu qua, vừa rồi lại hàn huyên một hồi, người gọi là Trương Huyền này, đối với danh sư có thể nói là một chữ cũng không biết. Mình thậm chí cũng hoài nghi huy hiệu học đồ của hắn là do mua được. Cái dạng này, mở miệng lại sát hạch danh sư. Người biết danh sư đại biểu cho cái gì không? Nàng cũng cảm thấy điên rồi. Khương Thần vốn muốn xông qua dạy dỗ một trận, nghe nói như thế cũng ngừng lại. Hắn hít mắt lại, không biết suy nghĩ điều gì. Sát hạch danh sư, được, chỉ có điều ta ta phải kiểm tra một chút trước. Ngươi là có đầy đủ tư chất sát hạch không? Ngô sư gật đầu. Ở nghiệp đoàn, hắn chịu trách nhiệm sát hạch danh sư học đồ. Đối với trình tự, hắn hiểu rất rõ. Trước sát hạch, phải có đầy đủ điều kiện phần ngoài và điều kiện bên trong điều kiện phần ngoài là danh sư đề cử thân phận trợ giúp dạy dỗ học đồ nắm giữ chí ít một chức nghiệp trợ giúp điều kiện bên trong vì đạt được minh lý cảnh tâm như mặt nước phẳng lặng đạt được tu vi thông huyền cảnh những điều kiện này lưu lăng ở thiên huyền vương thành cũng đã nói qua trương huyền cũng không xa lạ gì hắn lật cổ tay một cái lấy ra huy hiệu học đồ và huy hiệu luyện đan sư nhất tinh đưa tới đồng thời hắn thể hiện ra tu vi nửa bước tông sư Mấy thứ này không có cách nào giả vờ. Ngô sư liếc mắt thoáng nhìn, liền xác nhận được, hắn lập tức lấy ra một phân lý thạch đưa qua. Thử một chút về mức độ tâm cảnh. Trương Huyền gật đầu, nắm chặt phân lý thạch, vận chuyển tâm cảnh. Chương 464: Sát hạch danh sư, bắt đầu. 2. Khương sư, không cần tức giận, chỉ là một kẻ vô tri không biết từ nơi nào xuất hiện mà thôi. Cho dù cho hắn thi, cũng chưa chắc có thể thành công. Một người thanh niên học đồ, nhìn thấy được sắc mặt Khương Thần thâm trầm, liền đi tới trước mặt lấy lòng. Lại nói, cho dù có đầy đủ tiêu chuẩn sát hạch, có thể sát hạch, cũng khẳng định không có cách nào so sánh được với công tử. Công tử lại là thiên tài siêu cấp trời sinh có mức độ tâm cảnh đạt được 4.0. Sát hạch danh sư cần phải có mức độ tâm cảnh đạt được 3.0. Danh sư học đồ bình thường, vừa đạt được tâm như mặt nước phẳng lặng, tối đa cũng lại khoảng 1.5 cần trải qua vô số năm tháng tu luyện mới có khả năng tăng lên tới cấp bậc này. Mà vị Khương thần này là tồn tại vừa đến tâm như mặt nước phẳng lặng, đã đạt được mức độ 4.0. Danh tiếng nhất thời truyền ra. Mặc dù so với Mạc Hoàng nhất 6.0, Mạc Vũ 5.0, hắn có chút thua kém, cũng tuyệt đối được tính là thiên tài trong thiên tài. So sánh với ta, hắn tính là thứ gì? Nghe nói như thế, sắc mặt Khương thần hòa hoãn không ít. Ngoại trừ hai kẻ biến thái trước mặt này, bàn về mức độ tâm cảnh, hắn thật đúng là không còn sợ ai. Một tiểu tử không biết từ nơi nào xuất hiện mà thôi. Luyện đan có thể không tệ, mức độ tâm cảnh, đây chính là căn bản của danh sư, cũng giống như chân khí của võ giả. Cho dù đạt được 3.0, so với loại người trời sinh lại đạt được 4.0 như hắn, vẫn kém một khoảng rất lớn. 3 và 4, giống như chỉ tranh lệch một chút, sử dụng tu luyện lại nâng cao, không khổ luyện hơn 10 năm, mấy chục năm là không có khả năng hoàn thành. Lăng tiêu tiêu cũng nhìn qua. Đối với người trước mắt cái gì cũng không biết này, nàng cũng không cho rằng mức độ tâm cảnh có thể đạt tiêu chuẩn. Người thấy ai qua sát hạch danh sư, lại ngay cả nội dung thi cái gì cũng không biết. Người khác thi danh sư, đều cần chuẩn bị trước, khổ học mấy năm, hoàn toàn không dám chậm trễ. Người này thì hay rồi, cái gì cũng không hiểu, lại vẫn tới sát hạch, thi cái lông hắn cũng có thể thi đậu, mình loại người cái gì cũng biết, chẳng phải tùy tiện có thể thi được nhị tinh sao. Trong lòng nàng miên man suy nghĩ, đang nghĩ tâm cảnh của đối phương không hợp cách, mình nên nói cái gì. Nàng liền nghe được một tiếng động khẽ. Cách đó không xa văn lý thạch thoáng chút lấp lánh, chậm rãi hiện lên một dòng chữ. Ngô sư tiện tay tiếp nhận, lại cúi đầu nhìn. Ban đầu, biểu tình của hắn vốn có không thèm để ý chút nào, lại thoáng cái thay đổi. Môi hắn không khỏi run rẩy cái này cái này mau nhìn xem bao nhiêu thấy danh sư luôn luôn trầm ổn biến thành bộ dạng này tất cả mọi người đều sửng sốt vẻ mặt hiếu kỳ không nhịn được nhìn về phía văn lý thạc vừa nhìn xuống thân thể mỗi một người đều chấn động đi xem khương thần ngại vì mặt mũi vẫn không tiến lên người thanh niên gật đầu đi tới sau đó biểu tình hắn giống như gặp quỷ đi tới trước mặt thế nào lẽ nào có thể sánh ngang cùng với ta, cũng đạt được 4.0. Lông mày Khương Thần nâng lên. Ta xuất thân thế ra danh sư, từ nhỏ lại tiếp xúc với chương trình học danh sư, lúc này mới có thể một đạt được tâm như mặt nước phẳng lặng, lại có mức độ cao như vậy. Hắn là một tiểu tử hoang dã, làm sao có thể so sánh được. Đến cùng là bao nhiêu? Người thanh niên nghẹn đỏ mặt. Hắn, 5.1. Phù phù. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, Tim khương thần gần như ngừng đập. 5.1, trời ạ, à, vừa nói người này không thể so sánh được với mình, kết quả lại là một 5.1. Đây chính là mức độ tâm cảnh còn cao hơn so với Mạc Vũ công chúa. Khương thần chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi ngậm trong miệng, buồn bực sắp phun ra. 5.1, điều này, Lăng Tiêu Tiêu cũng mở to hai mắt nhìn. Đại ca, mức độ tâm cảnh của ngươi cũng đạt được 5.1, tự nhiên danh sư thi cái gì cũng không biết đến cùng người từ xó xỉnh nào xuất hiện vậy? 5.1 đã có thể xưng là tuyệt đỉnh thiên tài, có chút tu luyện có thể đạt tới mức độ 6.0. Có đầy đủ tư cách sát hạch danh sư nhị tinh. Thiên vũ vương quốc nhiều năm như vậy, người tài giỏi như thế cũng chưa từng xuất hiện qua mấy người. Vốn tưởng rằng là một kẻ nhà quê cái gì cũng sẽ không, kết quả nhanh chóng biến hóa, thành thiên tài tuyệt thế. Gương mặt lăng tiêu tiêu đỏ ửng, không biết nên nói cái gì. Mức độ tâm cảnh 5.1, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đi ra sân, hiện tại ta lại giúp ngươi sát hạch. Ngô sư vẻ mặt kích động, đi nhanh ra ngoài. Đám người trương huyền đi theo. Thời gian không lâu, mọi người đi tới trong một đại sảnh rộng rãi. Ngay phía trước đại sảnh có 5 cửa lớn đóng chặt. Sát hạch danh sư chia ra làm năm bước đi, phòng tín nhiệm, phòng trợ giúp tu luyện, điện khôi lỗi, biển công pháp, đường không sai. Người lại có học sinh, có lời, bảo bọn họ tiến vào phòng trước mặt này. Chỉ muốn độ tín nhiệm đối với người đạt được 50, xem như thông qua. Ngô sư chỉ vào cánh cửa đầu tiên, nói. Ừ, đã nghe lăng tiêu tiêu nói qua quy định, Trương Huyền gật đầu ngoắc tay. Đám người triệu nhã đã đi tới. Mấy người này là đệ tử của ta. Bọn họ, liếc mắt nhìn mọi người, ngô sư lại liếc mắt nhìn Trương Huyền, lộ ra một tia nghi ngờ bình thường lão sư và học sinh đều có tranh lệch tuổi không nhỏ. Bởi vì như vậy, có thể rất dễ thu được độ tín nhiệm. Giống như người mới 20 tuổi, dạy tri thức cho hài từ 7, 8 tuổi, bọn họ khẳng định rất tín nhiệm ngươi. Nếu muốn dạy cho người 16, 17 tuổi, tin hay không không nói, sợ rằng để cho bọn họ nhận thức hắn làm lão sư, trong lòng cũng có chút không phục. Dựa vào cái gì? Trước mắt chính là như vậy, vị trương lão sư này, thoạt nhìn không đến 20 tuổi học sinh 16-17 tuổi, tuổi không tranh lệch nhiều. Người xác định dẫn loại học sinh này qua, độ tín nhiệm có thể đạt được 50. Cái này, không biết những học sinh này của ngươi, tổng cộng dạy trong thời gian bao lâu. Có chút do dự, ngô sư hỏi tiếp. Tuổi không tranh lệch nhiều, mặc dù có chút vấn đề, nếu như dạy dỗ trong thời gian dài, trong lòng bội phục, độ tín nhiệm cũng sẽ tự nhiên cao hơn không ít. Hơn nửa tháng, Trương Huyền suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng. Hơn nửa tháng này, ta bình thường còn ở bên ngoài. Cẩn thận tính toán, có khoảng 5, 6 ngày. 5, 6 ngày. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, một sư thiếu chút nữa ngất đi. Hắn nhìn người trước mắt giống như đang nhìn quái vật. Sát hạch danh sư, người khác tìm học sinh khắp nơi, nuôi dưỡng rất nhiều năm, như vậy độ tín nhiệm sẽ lớn. Khả năng có thể thông qua cũng lại lớn. Người thì hay rồi, dậy năm, sáu ngày lại dẫn học sinh tới. Người xác định có độ tín nhiệm vượt quá 50 sao. Thế nào? Trương Huyền không biết dẫn học sinh qua, còn có nhiều chú ý như vậy, vẻ mặt nghi ngờ. Cái này, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, người có còn những học sinh khác hay không? Ví dụ như, có thời gian dạy dài một chút, nhỏ tuổi một chút. Rất sợ hắn không hiểu, Một Sư Kiên nhẫn nói. Không, bọn họ là người ta dạy thời gian dài nhất, ít tuổi nhất. Trương Huyền gật đầu, Ngô sư đảo mắt, trời ạ, dạy mấy tuổi tuổi không tranh lệch với ngươi là mấy trong năm, sáu ngày, đây coi như là thời gian dạy dài nhất, ít tuổi nhất. Đùa giỡn với ta sao? Đang phiền muộn, không biết giải thích với người này như thế nào, liền nghe được người thanh niên trước mắt vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua. Nếu như bọn họ không được, ta cũng mặc vũ công chúa dạy vài ngày, để cho nàng thử xem cũng được. Thử, thử em gái ngươi, ngươi cho rằng sát hạch danh sư là chơi sao? Vốn tưởng rằng mức độ tâm cảnh đạt được 5.1 là một thiên tài tuyệt đỉnh, khẳng định sát hạch không thành vấn đề. Thật không nghĩ tới, ngay cả lời cũng nói không thông. Nếu như ngươi lại chỉ có mấy vị học sinh này, lại để cho bọn họ vào đi thôi. Sớm nói cho ngươi biết một tiếng, độ tín nhiệm bọn họ đối với ngươi phải đạt được ngoài 50 mới tính thông qua. Không đạt được, cũng chỉ có thể trở lại lần sau sát hạch. Cô nén phiền muộn, một sư lười phải tiếp tục giải thích, nói: "Ừ biết trương huyền khoát tay nhìn về phía đám người triệu nhã các ngươi vào đi thôi vâng đám người triệu nhã gật đầu đẩy cửa đi vào gian phòng ở chỗ này nhỏ một giọt máu tươi của ngươi giống như thủy tinh tín nhiệm bên trong gian phòng gặp phải các loại huyễn cảnh biểu hiện tín nhiệm của học sinh đối với ngươi ở trên vách tường thấy người này trực tiếp cho học sinh nhanh chóng đi vào ngay cả một câu cũng không khai báo ngô sư càng bất đắc dĩ đối với người này hắn cũng không ôm lòng tin gì nữa. Lão sư khác, trước khi để cho học sinh tiến vào trong, đều sớm căn dặn, gặp phải huyễn cảnh nên làm cái gì, thông qua ngôn ngữ ám chỉ, để tăng độ tín nhiệm đạt được. Hắn thì hay rồi, cái gì cũng không nói, giống như thả vịt chết. Thật không biết người như thế, làm thế nào lên làm lão sư. Đối với quy định sát hạch danh sư, Trương Huyền hoàn toàn không hiểu. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói, cũng không cần phải biết hắn đi tới trước mặt, nhỏ một giọt máu tươi. Ông! Một tiếng động khẽ vang lên, phòng tín nhiệm lập tức vận chuyển, lập lòe ánh sáng. Nhìn thấy được cửa sát hạch danh sư thứ nhất bắt đầu, mọi người đi qua theo. Mỗi một người đều tập trung ánh mắt, thoáng hiện ra vẻ khẩn trương. Dẫn một đám học sinh tuổi tác không tranh lệch cùng mình bao nhiêu, chỉ dạy năm, sáu ngày. Vậy độ tín nhiệm có thể qua 20 cũng là không tệ. Khương thần cười lạnh, Danh sư tuy rằng thì khó, nhưng cũng có thể theo dõi. Làm danh sư nhất tinh, lại xuất thân thế ra danh sư, đối với loại phương pháp sát hạch này, hắn biết rất rõ. Độ tín nhiệm cha mẹ là 60, 50 mới qua cửa ải, nói rõ loại tín nhiệm này đã không khác biệt so với huynh đệ tỉ muội. Chỉ dạy học sinh mấy ngày, làm sao có thể có tín nhiệm cao như vậy? Đừng nói một giáo sư ngôi sao, cho dù là danh sư nhất tinh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, khiến cho học sinh tuổi sấp xỉ cùng mình nắm giữ độ tín nhiệm cao như vậy. Mấy học sinh này, thật sự chỉ dạy 5 6 ngày sao? Không chỉ là hắn, ngay cả Mạc Vũ công chúa cũng không nhịn được đi tới. Thật ra, còn chưa có tới 5 6 ngày, tất cả thời gian cộng lại có chừng 7, 8 canh giờ. Trương Huyền suy nghĩ một chút. Thời gian giảng dạy đám người Triệu Nhã, mỗi ngày hắn đều có việc Cơ bản là buổi sáng chỉ điểm một chút, buổi chiều cũng không ở đó. Muốn nói thời gian thật sự dạy học, có khả năng cũng chỉ 7, 8 canh giờ. Sẽ không vượt quá 10 canh giờ. 7, 8 canh giờ. Trước mắt Mạc Vũ công chúa cũng tối sầm. Thời gian ngắn như vậy, có thể có độ tín nhiệm gì? Vốn tưởng rằng người này khẳng định chuẩn bị thỏa đáng mới tới, không nghĩ tới không đáng tin như thế. Mau nhìn, độ tín nhiệm xuất hiện đang nghĩ nên nói với người này thế nào, để cho hắn một lần nữa chuẩn bị, nàng liền nghe được trong đám người không biết có ai đó kêu lên. Mạc Vũ vội vàng nhìn sang. Ông! Nàng chỉ nhìn thấy được cửa lớn đầu tiên trước mắt, lắc lư một hồi. Một nhóm chữ chậm rãi hiện lên ở phía trên. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Đám người Mạc Vũ, Khương Thần kinh ngạc kêu lên. Tín nhiệm sống chết có nhau. Đây chính là danh sư ngũ tinh mới có khả năng đạt được thân thể ngô sư cũng run rẩy giống như đang rét lạnh. Các danh sư khác từ trong phòng tới theo đều lặng ngắt như tờ một hồi. Dường như bọn họ đều bị con số trước mắt làm cho kinh ngạc hôn mê. Chỉ thấy trên tường cửa có hai chữ lớn đặc biệt chói mắt, khiến người ta không thể tin được là sự thật. 85, chương 465, không sai. 1. Mức độ tín nhiệm giữa phụ mẫu cùng nhi tử, nữ nhi đại khái ở khoảng 60. Giữa phối ngẫu, không tranh biệt lắm là 70. Vượt qua điểm ấy, chính là cùng sống cùng chết, sinh tử khó lường. Loại tín nhiệm này, không giữ lại chút nào, cho dù chết vì hắn, cũng cam tâm tình nguyện. Đây chính là độ tín nhiệm danh sư ngũ tinh giảng dạy học sinh, mới có thể có. Khương thần vừa nói nhiều nhất chỉ có 20, liền thấy loại tình huống này, giống như bị người tát một cái, trên mặt nóng hừng hực, miệng mở ra, ngây người tại chỗ. Dạy năm, sáu ngày. Con mẹ nó, người đã từng thấy ai chỉ dạy trong thời gian dài như vậy, lại có tín nhiệm cao như vậy. Thời gian ngắn như vậy lại cao như vậy, vậy dạy tới mấy năm, chẳng phải đạt được trên 90 sao. Trời à, cho dù danh sư ngũ tinh cũng làm không được. Mức độ tâm cảnh 5.1, dạy học sinh độ tín nhiệm 85. Tên nhà quê này là Muốn Nghịch Thiên. Thân thể lăng tiêu tiêu cũng lảo đảo, nàng cảm giác trên đầu một vạn con man thú bay qua dẫn theo mấy học sinh tuổi không kém gì mình qua, thời gian dạy học không lâu. Bất kể từ một điểm nào, người thanh niên này đều giống như là tay mới. Đối với sát hạch danh sư hắn còn một chữ cũng không biết. Nhưng người như vậy, tùy tiện không chuẩn bị, lại có giá trị tín nhiệm 85 điểm. Thật khiến cho người ta bất đắc dĩ và phát điên. Khóe miệng mạc vũ càng co giật. Nàng đã sớm đoán ra, kết quả của trương lão sư khẳng định có thể thông qua nhưng dù thế nào cũng không ngờ, hắn thông qua triệt để như vậy, không thể tưởng tượng nổi như vậy. Phải biết rằng nàng dẫn tới học sinh bồi dưỡng 3 năm, độ tín nhiệm cũng chỉ có 52, miễn cưỡng qua cửa ải. Cho dù được xưng là đệ nhất thiên tài của Vương quốc, mà Hoàng Nhất dẫn học sinh qua, độ tín nhiệm cũng không quá 55 mà thôi. Những học sinh kia, 7 tuổi đã cùng hắn học tập, thời gian sát hạch, cũng chỉ có 11 tuổi. Học sinh từng tuổi này còn có độ tín nhiệm cao như vậy chính mắt thấy được cũng làm cho người ta cảm thấy phòng tín nhiệm có phải đã hỏng hay không kết cửa phòng mở ra đám người triệu nhã thoáng hiện ra vẻ mệt mỏi dã rời đi tới bọn họ quay đầu lại chú ý nhìn giá trị tín nhiệm ở trên cửa xin lỗi lão sư mấy người lộ ra vẻ mặt áy náy trong lòng bọn họ cảm thấy đã trăm phần trăm tín nhiệm vị trương lão sư trước mắt này bằng không cũng không có khả năng rời khỏi người thân một đường đi theo Kết quả vừa kiểm tra, chỉ có như vậy, nhất thời bọn họ đều cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy được vẻ mặt của bọn họ, mọi người lại bị 10 vạn vạn tổn thương. Không chỉ lão sư biến thái, học sinh cũng biến thái. Độ tín nhiệm 85, tự nhiên con thấy chưa đủ. Tại sao không đi chết đi? Khủ khủ, thấy nhiều danh sư, học đồ đều bị đả kích nói không ra lời, ngô sư kịp phản ứng, ho khan một tiếng. Độ tín nhiệm 85, Cửa sát hạch thứ nhất thông qua. Hiện tại tiến hành cửa thứ hai, phía dưới tiến hành sát hạch phòng trợ giúp tu luyện. Nói xong hắn nhìn về phía Trương Huyền. Sát hạch phòng trợ giúp tu luyện chính là chức nghiệp trợ giúp tu luyện. Chức nghiệp trợ giúp của ngươi là luyện đan sư, ta ở chỗ này phải nhắc nhở một chút. Bình thường kiểm tra đánh giá luyện đan sư chính là thuật luyện đan, chỉ cần có thể chế luyện ra đan dược nhất phẩm, có thể gọi là đan sư nhất tinh. Phòng trợ giúp tu luyện lại khác không phải là sát hạch về hiểu biết của bản thân ngươi đối với luyện đan, mà là chỉ điểm. Nói cách khác, ngươi cho dù là luyện đan sư tam tinh, nếu như không biết chỉ điểm cũng vẫn không có cách nào thông qua. Về phần thành tích cao thấp, có hai loại để quyết định. Đầu tiên, sau khi chỉ điểm qua, chế luyện ra đẳng cấp đan dược, thành đan, no đủ, hoàn mỹ, đan văn. Cấp bậc càng cao, thành tích cũng lại càng cao. Thứ hai, chỉ điểm chúng bao nhiêu sai lầm, số sai lầm sẽ tương ứng với số điểm. Chỉ điểm sai một cái, trừ đi một điểm, lấy loại này đẩy lên, ngươi lại nghe rõ chưa? Ngô sư giải thích xong, cố ý hỏi một câu. Hiểu rõ, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Hắn tuy là luyện đan sư nhất tinh, lại là thông qua tranh luận đan có được. Nếu như thật sự để cho hắn luyện đan, đừng nói là nhất phẩm, sợ rằng nửa phẩm cũng không có cách nào thành công. Chỉ điểm, lại đơn giản hơn nhiều trong đầu dung hợp toàn bộ sách của nghiệp đoàn luyện đan sư tại thiên huyền vương quốc cho dù không cần đồ thư quán chỉ điểm chế luyện đan dược nhất phẩm hắn cũng thành thạo vậy là tốt rồi vào đi thôi ngô sư khoát tay áo được trương huyền cũng không nhiều lời vô ích nhấc chân đi vào các ngươi nói cửa này hắn có thể thông qua không mạc sư cũng gọi hắn là lão sư trên phương diện luyện đan khẳng định có bản lĩnh đặc biệt có thể thông qua cũng không biết thành tích là bao nhiêu. Phòng trợ giúp tu luyện đạt được, giống như độ tín nhiệm cũng là 100 điểm. Chức nghiệp khác nhau, yêu cầu cũng sẽ không giống nhau. Hình như luyện đan sư, chỉ điểm thành đan, chỉ có thể được cho là miễn cưỡng thông qua. Đại khái khoảng 50, thi họa sư, chỉ điểm vẽ ra bức tranh nhị cảnh, cũng khoảng số điểm này. Đúng vậy, 50 điểm liền có thể thông qua. Trước đây Mạc Hoàng nhất Mạc sư sát hạch ở phòng trợ giúp tu luyện, chính là thi trận pháp sư thành tích trực tiếp đạt được 60, truyền vang dội một thời. Đạt được 60, nói rõ hiểu biết đối với chức nghiệp trợ giúp tu luyện, đã đạt được vượt qua trình độ nhất tinh, sát hạch danh sư nhất tinh. Lại có thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có loại thiên tài như hắn mới có thể làm được. Người này, mức độ tâm cảnh 5.1, khiến cho học sinh tín nhiệm 85. Sợ rằng, thành tích cũng sẽ không thấp. Đúng vậy, chỉ có điều, thuật luyện đan của cá nhân và chỉ điểm khác nhau ta cảm thấy, hắn có thể vượt qua 55 đã xem như là điểm cao. Thấy hắn tiến vào phòng trợ giúp tu luyện, mọi người bàn luận. Sát hạch phụ trợ tu luyện chính là chỉ điểm, không phải năng lực cá nhân. Rất nhiều người ở trên những chức nghiệp khác nhau rất có thiên phú, qua sát hạch lại đều tổn thương lông tóc ra về. Tuy rằng Trương Huyền ở mức độ tâm cảnh và độ tín nhiệm của học sinh khiến người ta mở rộng tầm mắt, nhưng ở cửa thứ hai, vẫn có không ít người không coi trọng. Kết một tiếng động vang lên, cửa phòng đóng lại. Trương Huyền nhìn vào bên trong, là một gian nhà đường kính chừng 20 thước, chính giữa để một lò luyện đan cực lớn. Chương 466, không sai. Hai, xem ra chức nghiệp trợ giúp tu luyện khác nhau, phòng này cũng sẽ biến hóa tương ứng. Thấy vừa tiến đến là lò luyện đan, Trương Huyền có chút bất ngờ. Chỉ có điều, hắn lập tức hiểu được phòng trợ giúp tu luyện sẽ căn cứ chức nghiệp trợ giúp tu luyện của người sát hạch khác nhau, biến hóa ra cảnh tượng. Chức nghiệp trợ giúp của hắn là luyện đan, tất nhiên sẽ có lò luyện đan ở này. Vù! Hắn đang nghi ngờ sát hạch thế nào, bên cạnh lò luyện đan, một khôi lỗi đã đi tới. Khôi lỗi này không biết từ cái gì chế luyện thành, cùng với người thật nói chung không có sự khác biệt, chỉ có điều mặt không đổi sắc, không có bất kỳ sức sống nào. Phía trước khôi lỗi là một loạt dược liệu, dày đặc, chừng 40, 50 loại. Thanh diệp đoạn trưởng hoa, vô căn thảo, bạch lan chỉ, chẳng lẽ là chế luyện Tráng Nguyên đan nhất phẩm? Nhìn về phía dược liệu, Trương Huyền nhận ra, dựa vào hiểu biết của hắn đối với luyện đan, cho dù không cần thiên đạo đổ thư quán, cũng có thể nhìn ra những dược vật này dự định chế luyện cái gì. Vừa nhận ra rõ ràng, Khôi Lỗi liền bắt đầu hành động. Đốt lửa, nóng đỉnh, điều phối dược liệu, động tác của Khôi Lỗi không tính là lưu loát sinh động mây bay nước chảy, lại ngay ngắn có trật tự, không sai chút nào. Như vậy là chế luyện không ra đan dược. Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền lắc đầu. Luyện đan giống như tu luyện võ học, cùng là dược liệu, cùng trình tự, người khác nhau chế luyện, sẽ xuất hiện kết quả khác nhau. Khôi lỗi để đặt thuốc trình tự không bất kỳ sai lầm nào, đáng tiếc dược liệu trong lúc đó xung đột và khoảng cách, căn bản không nắm chắc được, dựa theo loại tình huống này luyện đan, khẳng định thất bại quả nhiên thời gian không lâu luyện đan kết thúc bụp một tiếng động vang lên lò luyện đan mở ra xuất hiện một làn khói đen thất bại chỉ điểm khôi lỗi chế luyện đan dược chế luyện thành công thông qua một âm thanh vang lên xem ra vừa rồi khôi lỗi luyện đan là để cho người sát hạch quan sát thật tốt sau đó tìm ra sai lầm thời gian lần thứ hai sát hạch có thể dễ dàng chỉ điểm âm thanh kết thúc khôi lỗi lại một lần nữa luyện đan Trình tự giống hệt với trước đó, không sai chút nào. Đổi lại thành luyện đan sư bình thường làm, không thể nào làm được hai lần hoàn toàn tương đồng. Chỉ sợ cũng chỉ có loại khôi lỗi được đặc biệt chế luyện này mới có thể chấp hành nghiêm ngặt dựa theo trình tự. Chỉ có điều, như vậy cũng rất tốt, khôi lỗi không giống người, sẽ không thất thần. Chỉ phải yêu cầu nghiêm khắc, nhất định có thể chế luyện ra được đan dược. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Trước đây hắn chỉ điểm cho Mạc Vũ công chúa lại bởi vì nàng thất thần, mới dẫn đến nổ lò, thiếu chút nữa luyện đan thất bại. Con người là sinh mạng có tâm tình, mừng rỡ, lo lắng, đều có thể ảnh hưởng tới kết quả luyện đan, khôi lỗi lại không giống vậy. Nó sẽ chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh đi làm, không kém chút nào. Như vậy chế luyện đan dược, tất nhiên cũng sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Đốt lửa chậm nửa lần hít thở, làm nóng đỉnh kéo dài bốn lần hít thở. Chờ một lát, được, bắt đầu. Hiểu rõ điểm ấy, trương huyền khẽ cười đứng tại chỗ phân phó từng câu một bên ngoài phòng khách tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở con số hiện ra trên vách tường chắc hẳn là bắt đầu chỉ điểm không biết có ai đó kêu lên không sai sát hạch ở phòng trợ giúp tu luyện không giống với phòng tín nhiệm cái sau là sau khi kiểm tra xong tín nhiệm mới cho ra thành tích phòng trợ giúp tu luyện chỉ cần bắt đầu chỉ điểm sẽ có thành tích hiện ra dựa theo phương pháp chỉ điểm chính xác càng nhiều, thành tích cũng lại càng cao. Chỉ cần xuất hiện sai lầm, thành tích sẽ giảm bớt tương ứng. Như vậy có thể nhìn trực quan ra thành tích bao nhiêu, cũng có thể nhìn ra tình hình hắn chỉ điểm. Trước đây, thời điểm Mạc Hoàng Nhất Mạc Sư tới sát hạch, chỉ điểm bày trận, điểm không ngừng tăng lên. Chỉ xuất hiện tình hình 5 lần quay ngược lại, nói cách khác xuất hiện 5 chỗ sai lầm. Đúng vậy, thời gian Khương Đường chủ sát hạch nhị tinh, ta cũng nghe nói xuất hiện 7 lần, Hắn chỉ có 5 lần đã sáng tạo ra lịch sử. Không biết tình hình vị này như thế nào. Hắn cho dù là thiên tài, mức độ tâm cảnh cũng chỉ có 5.1 mà thôi. So với Mạc Hoàng nhất Mạc sư 6.0, vẫn kém một ít. Ta cảm thấy chắc hẳn là chỗ sai lầm, không dưới 10. Ta cũng cho là như vậy, ít nhất là 10 chỗ. Mọi người bàn luận ầm ĩ. Mau nhìn kìa, điểm bắt đầu tăng. Lại một âm thanh vang lên khiến cho tất cả mọi người ngừng bàn luận lại. Mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung ở ngay trên vách tường phía trước. Một con số hiện lên trước, thong thả tăng dần. 10, 11, 12. Thoạt nhìn không tệ, liên tiếp tăng tăng, không lùi về phía sau, nói rõ không có sai. Người này ngoài dự đoán của chúng ta. Không có sai, cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ điểm luyện đan, ai có thể bảo đảm tất cả đều chính xác. Điều này ngược lại cũng đúng. Nhìn thấy được con số nhảy lên, mọi người gật đầu. Mới bắt đầu mọi người còn chuyện trò vui vẻ, nhìn một hồi, sắc mặt mỗi người đều trở nên nghiêm trọng. Đã 40, lại vẫn không có một chỗ sai lầm. Tất cả danh sư đều mở to hai mắt nhìn, mỗi một người giống như là nhìn thấy quái vật. Lúc này con số trên vách tường đã đạt đến 40, tự nhiên không có một lần tình hình lui về phía sau. Nói cách khác, từ bắt đầu chỉ điểm đến bây giờ, không có một chỗ sai lầm. Chương 467, Mạc Hoàng nhất phát điên 1. 45, không sai. 50, không sai. 55, không sai. Âm thanh không ngừng vang lên càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chậm. Hình như người nói chuyện đã khó có thể kìm chế được sự kinh ngạc trong lòng. Đạt được 55 điểm, không xuất hiện sai lầm. Nói rõ chỉ điểm luyện đan đã tiến hành quá nửa. Quá nửa không sai đây chính là điều thiên tài vô địch mạc hoàng nhất trước đây cũng làm không được thậm chí có thể nói là từ khi sát hạch danh sư thiên vũ vương quốc tới nay chưa từng thấy qua thành tích lợi hại như vậy điều này không có khả năng chỉ điểm luyện đan toàn bộ hành trình không sai cho dù luyện đan sư tam tinh cũng làm không được hắn một tên nhà quê dựa vào cái gì khóe miệng khương thần run rẩy thân thể không ngừng run rẩy tuy rằng sát hạch danh sư nhất tinh chỉ là chỉ điểm chế luyện đan dược nhất phẩm nhưng thời điểm thiết kế trình tự khôi lỗi luyện đan là tham khảo quá trình chế luyện đan dược nhất phẩm của đại tông sư luyện đan tứ tinh để làm theo yêu cầu khuôn mẫu đại tông sư tứ tinh hiểu biết đối với đan dược đã đạt được một loại cảnh giới đặc biệt cao thâm chế luyện đan dược nhất phẩm có thể nói đã đạt đến trình độ hoàn mỹ không tì vết dùng để làm tiêu chuẩn đáp án lại là thích hợp nhất chế luyện quá nửa cũng không có sai Điều này nói rõ cái gì, còn không phải nói rõ người bên trong kia, ở trên đạo luyện đan đã có thể so sánh với đại tông sư tứ tinh. Sao có thể như vậy được? Toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc, luyện đan cao minh nhất là hội trưởng nghiệp đoàn, cũng không quá luyện đan sư tam tinh sơ kỳ mà thôi. Giống như hồng đan sư mới tiến vào, cách tứ tinh còn có một khoảng cách rất lớn. Một người thanh niên chưa đủ 20 tuổi, đạt tới tứ tinh. Lẽ nào Mạc Vũ công chúa nói đều là sự thật. Trong đám người không biết có ai nói nhỏ một câu. Nghe nói như thế, đồng tử của mọi người không nhịn được co lại. Trước đó Mạc Vũ công chúa, vị luyện đan sư nhị tinh này nói trương huyền đối với nàng có nửa nghĩa sư đồ. Nếu không phải nhờ người này, nàng căn bản không có khả năng sát hạch thành công. Tất cả mọi người bán tín bán nghi. Sau đó lại thấy hắn lấy ra đẳng cấp luyện đan nhất tinh, tất cả đều cảm thấy công chúa nói có chút phóng đại. Luyện đan sư nhất tinh mà thôi, cho dù Cao Minh, lại có thể cao minh đến mức nào. Hiện tại nhìn thấy, bọn họ mới hiểu được, khẳng định là sự thật. Không phải sự thật, làm sao có thể đến bây giờ, toàn bộ hành trình không sai. Yên tâm đi, nhất định sẽ xuất hiện sai lầm, cho dù đại tông sư tứ tinh chế luyện đan dược nhất tinh, cũng không thể bảo đảm nhiều lần không sai, hoàn mỹ không chút thiếu sót. Sắc mặt dữ tợn, trên trán Khương Thần nổi gân xanh. Vốn tưởng rằng người này một lần sát hạch tất nhiên sẽ lộ ra mất mặt xấu hổ. Ai biết hắn nghịch thiên như thế, chỉ điểm quá nửa vẫn không có sai. 60, không sai. Trong gương mặt chấn động kinh ngạc của mọi người, điểm trên vách tường vẫn từng chút một vững vàng tăng lên, không có ý dừng lại. Đã vượt qua kỷ lục của Mạc Hoàng nhất Mạc sư. Đúng vậy, vốn tưởng rằng cái kỷ lục này ít nhất phải duy trì mấy trăm năm. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian bao lâu đã bị phá. Hiểu biết của Trương Huyền này đối với luyện đan thật sự quá mạnh mẽ. Không chỉ điểm cao, mấu chốt còn một đường không sai, sẽ không phải sáng tạo một kỷ lục mới chứ? Ai biết được, dù sao lại xem xu thế của hiện nay có thể thấy. Cái kỷ lục này là xác định, chính là không biết đến cùng có thể đạt đến mức nào. 65, 70 hay 75? Dựa theo phần đáng giá không ngừng tăng, sắc mặt của mọi người càng lúc càng khẩn trương. Ngô sư chịu trách nhiệm sát hạch Toàn thân cũng cứng đờ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuôi. Hắn chịu trách nhiệm sát hạch không biết đã bao nhiêu năm, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vượt qua 60 điểm, tự nhiên không có một lần sai lầm, nói ra chưa chắc có người tin tưởng. Không đúng, mau nhìn, sai lầm. Ong. Mọi người ở đây cảm thấy người này sẽ vẫn không sai đến thời điểm cuối cùng kết thúc, đột nhiên trên vách tường phần giá trị lắc lư một hồi, từ 60 trực tiếp rơi xuống thành 59 điểm giảm xuống nói rõ chỉ điểm sai lầm quả nhiên sai lầm ta còn tưởng rằng hắn vẫn sẽ không sai làm ta sợ muốn chết đúng vậy ta đã nói mà làm sao có thể có người chỉ điểm luyện đan một chỗ sai lầm cũng không có điều này không phù hợp với đạo lý nhìn thấy được điểm giảm xuống lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nếu như thật sự tất cả đều không sai vậy thật sự đáng sợ nói rõ người này dĩ nhiên nghịch thiên May là loại tình huống này không xuất hiện. Dựa theo thời gian tăng lên, nhiệt lượng của lò luyện đan tập trung lại từng chút một đến độ cao nhất định, dược liệu dung hợp càng nhiều, cơ hội xuất hiện sai lầm cũng càng nhiều. Cho dù trước mặt một điểm sai lầm cũng không có, khó bảo đảm phía sau không có. Thậm chí, còn có thể càng lúc càng nhiều. Trong đám người một vị danh sư trợ giúp luyện đan vuốt dâu. Đối với lời hắn nói, mọi người đồng thời gật đầu luyện đan sư sở dĩ sát hạch khó khăn, lại là vì cái này. Đan hỏa thiêu đốt lô đỉnh, dựa theo thời gian trôi qua, nhiệt độ bên trong càng lúc càng cao. Dược liệu dung hợp hai loại đơn giản, dung hợp hơn 10 loại, phát sinh biến hóa căn bản, xuất hiện các loại xung đột không tưởng được, là chuyện tất nhiên. Điều này lại giống như trồng gỗ, một khối hai khối rất đơn giản, chất đống nhanh mấy trăm khối, không nói phía sau, cho dù là phía trước có một chút lệch lạc, một chút trọng tâm không ổn, cũng sẽ dẫn đến hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sai một ly, đi một ngàn dặm. Bất cứ chuyện gì, càng về phía sau lại càng khó. Trương huyền này khi vừa mới bắt đầu không sai, khiến cho người ta chấn động kinh ngạc. Chỉ có điều, một khi xuất hiện sai lầm, thật giống như nhỏ mực nước vào nước trong, khó có thể ngăn cản. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xảy ra sai lầm. Khương thần cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đang muốn nói tiếp, đột nhiên đồng tử co lại. Chỉ thấy trên vách tường, chữ số vừa nhảy xuống lắc lư một cái, chợt tăng lên. Tăng thêm 62. Một gian tĩnh thất tại danh sư đường. Mạc Hoàng Nhất ngồi ở trong đó, điều chỉnh hơi thở. Từng linh khí với mắt thường có thể thấy được chui vào trong da, khiến cho tu vi của hắn thong thả tăng lên. Vù. Chương 468, Mạc Hoàng Nhất phát điên hai, Hắn mở choàng mắt, trên mặt lộ ra một chút không vui không phải đã nói thời điểm ta tu luyện không nên quấy rầy sao Kết, cửa phòng mở ra một người thanh niên với dáng vẻ hạ nhân sắc mặt thoáng hiện ra vẻ sợ hãi đi đến thuộc hạ không phải có ý định làm phiền điện hạ là bởi vì nói đến đây hắn có chút ấp a à ấp úng nói mạc hoàng nhất nhíu lông mày lại một cái là bởi vì có người sát hạch danh sư nhất tinh người thanh niên vội hỏi danh sư là chức nghiệp đứng đầu mỗi ngày đều có vô số người mơ ước, đi tới các nơi của danh sư đường phấn đấu. Chỉ có điều, có thể thông qua, lại lác đác không có mấy người. Mạc Hoàng Nhất còn tưởng là chuyện gì lớn, nghe được lời này của đối phương, hắn lắc đầu, trên mặt không buồn không vui. Lại chuyện này, nếu như chỉ là vậy, làm phiền ta tu luyện, tự mình xuống lĩnh phạt, một trăm roi, thiếu một lần cũng không được. Hắn tu luyện tối kỵ người khác làm phiền, bởi vậy từng lập ra quy định dám quấy rầy sẽ phải chịu trừng phạt. Nghe được một trăm roi, người thanh niên run rẩy một chút, sốt ruột vội vàng ngẩng đầu. Không chỉ là cái này, người sát hạch này, mức độ tâm cảnh đạt tới 5.1. Mức độ tâm cảnh 5.1, còn mạnh hơn Mạc Vũ. Ánh mắt hắn lóe lên. Hiển nhiên tin tức này khiến cho hắn rất bất ngờ. Cũng không tính là gì cả, chỉ có điều, có thể ở trước sát hạch danh sư nhất tinh, lại đạt được loại mức độ này, nói rõ thiên phú không tệ. Mạc Hoàng Nhất chỉ là kinh ngạc, cũng không cảm thấy quá mức chấn động. Hắn là thiên tài siêu cấp, mức độ tâm cảnh vượt qua 6.0. Một người 5.1 mà thôi, so với hắn, còn có một khoảng chênh lệch rất lớn. Người sát hạch danh sư mức độ tâm cảnh 5.1, thật sự là chuyện lớn. Chỉ có điều, còn chưa đủ để làm phiền ta tu luyện. Trở lại nhận 50 roi. Mạc Hoàng Nhất khoát tay, không nói thêm gì nữa. "Điện hạ, thuộc hạ còn chưa nói hết." Thấy hắn muốn tiếp tục tu luyện, người thanh niên vội vàng nói. "Còn có cái gì nữa?" Lông mày Mạc mà Hoàng nhất nhân lại. Người sát hạch này tên là Trương Huyền, tuổi tác còn chưa tới 20, vừa rồi dẫn theo mấy học sinh 16, 17 tuổi tiến vào phòng tín nhiệm sát hạch. Kết quả, được 85 điểm. Người thanh niên rất sợ mình nói chậm, chọc cho đối phương không hài lòng, tốc độ nói nhanh hơn phòng tiến nhiệm 80, 5 điểm. Không bình tĩnh được nữa, Mạc Hoàng nhất chợt đứng phát dậy. Khiến cho học sinh có độ tiến nhiệm cao như vậy, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Có thể nói, điều này đã vượt quá sức tưởng tượng. Vâng, người thanh niên gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, tiếp tục nói. Vẫn không chỉ như vậy, hiện tại hắn đang tiến hành cửa sát hạch thứ hai phòng trợ giúp tu luyện, một đường đạt được 60 điểm, hơn nữa tất cả đều không sai đạt được 60 điểm không sai. Điều này, sao có thể như vậy? Mặt mạc hoàng nhất biến sắc. Ở nghiệp đoàn trong hơn nghìn năm qua, tại sát hạch phòng trợ giúp tu luyện, hắn là một người có thành tích tốt nhất, cũng sai năm chỗ. Một chỗ không sai, chẳng phải còn muốn thiên tài hơn so với hắn với. Vâng, chỉ có điều, kỳ quái lại kỳ quái ở chỗ này. Thời điểm 60 điểm, xuất hiện một lần sai lầm, giảm một điểm. Ai biết, sau một khắc, lập tức biến thành 62 điểm. Người thanh niên đến bây giờ chưa từng hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn nghi ngờ, tường của danh sư đường có đúng là bị hỏng hay không. Giảm một điểm, biến thành 59, kết quả trong nháy mắt đổi thành 62. Mạc Hoàng Nhất cũng chưa từng nghe qua loại tình huống này, không nhịn được sửng sốt. Chính là như vậy. Nói đến đây, trên mặt người thanh niên vẫn đầy do dự. Hơn nữa, hơn nữa, Tiếp sau lại xuất hiện ba lần loại tình huống này, đều là giảm trước, sau đó nhanh chóng tăng 3 điểm. Giảm điểm, tăng, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tường của danh sư Đường là do trận pháp tông sư đúc, kết hợp với tâm huyết của vô số danh sư, sừng sững mấy nghìn năm cũng không có vấn đề. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tình trạng này? Mạc Hoàng nhất nghi ngờ, có thể có người điều tra, có đúng là hỏng hay không? Ngô sư chịu trách nhiệm sát hạch, lại ở ngay tại chỗ hắn đặc biệt nhìn, xác định không có bất kỳ sai lầm nào. Thanh niên nói, không có sai, lại giảm một điểm, sau nhanh chóng tăng. Điều này, Mạc Hoàng Nhất lắc đầu, đột nhiên sửng sốt, nghĩ đến cái gì, đồng tử của hắn không nhịn được co lại thành kích thước đầu kim. Người mới vừa nói cái gì, sau khi hắn sát hạch đến 60 điểm, xuất hiện qua một lần, sau đó lại xuất hiện ba lần. Vâng, người thanh niên gật đầu. Vậy, môi mạc hoàng nhất run rẩy Hắn, hiện tại bao nhiêu điểm? Xảy ra một lần, lại biến thành 62 điểm. Xảy ra ba lần, vậy không phải có nghĩa là điểm đã vượt qua 62. Cho dù mỗi lần tăng 2 điểm mà tính, cũng phải đạt được 68. Sát hạch ở phòng trợ giúp tu luyện đạt được 68 điểm. Đây chính là điều toàn bộ nghiệp đoàn cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ người tên là Trương Huyền này mức độ thiên tài thật sự vượt qua mình. Sao có thể như vậy được? Hắn, hiện tại điểm của hắn là... Nghĩ đến điểm, người thanh niên giống như là nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ, thân thể không ngừng run rẩy miệng mở nhiều lần, mới chậm rãi nói ra tiếng. 101 điểm chương 469, Cao Nhân 1 101 Thân thể mạc hoàng nhất run lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Trời À phòng trợ giúp tu luyện cao nhất chỉ có 100 điểm. Người đạt tới 101 điểm. Thật hay giả hậy. Thảo nào thuộc hạ này giống như phát điên, không ngừng run rẩy. Đổi lại thành hắn, cũng muốn run rẩy. Hắn thi ra 60 điểm, lại nổi danh một thời, khiến cho vô số người hâm mộ. 101 điểm là cái quỷ gì? Mấu chốt nhất chính là, 101 hình như không phải là giới hạn cuối cùng. Điểm của hắn vẫn đang gia tăng sát hạch ở phòng trợ giúp tu luyện đến bây giờ còn chưa kết thúc. Người thanh niên không nhịn được nói. Còn không có kết thúc. Mạc Hoàng Nhất có chút kích động muốn nắm tóc. Sát hạch danh sư nhất tinh, phòng trợ giúp tu luyện vượt qua 60 điểm cũng rất ít thấy. Có thể nói gần như không có. Đạt tới trăm linh một điểm, mấu chốt là còn chưa xong. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Đi qua nhìn một chút. Hắn cũng không nhẫn nại được nữa, nhấc chân lại đi ra ngoài điện hạ, vậy trừng phạt của ta. Đang muốn đi qua theo, người thanh niên có chút do dự, không nhịn được hỏi. Trừng phạt, trừng phạt cái gì, đi lĩnh thưởng, 10 viên dạ minh châu, kiếm tinh thép một thanh. Mạc Hoàng Nhất xua tay, đi nhanh về phía nơi danh sư sát hạch. Nghe được không có trừng phạt, còn có ban thưởng, người thanh niên biết lần này mình chạy tới bẩm báo là đúng, sắc mặt vui vẻ, cũng vội vàng đi theo. Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở nơi khác nghiệp đoàn luyện đan sư. Chúc mừng, chúc mừng. Hồng đan sư cuối cùng đột phá, trở thành đan sư tam tinh, khiến cho chúng ta vừa hâm mộ lại vừa bội phục. Đúng vậy, trước đây chúng ta cùng nhau sát hạch đan sư nhị tinh, kết quả là người bước tới bước này. Rất nhiều luyện đan sư vây quanh một người trung niên. Người này mặc một bộ trường bào, trên ngực gài một huy hiệu luyện đan sư tam tinh, lập loè lóa mắt. Đó chính là hồng đan sư vừa trở thành luyện đan sư tam tinh không lâu. Khoảng thời gian trước hắn vừa kết thúc sát hạch, ngày hôm nay Huy Hiệu đại biểu thân phận vừa mới đến. Nghiệp đoàn luyện đan sư ở Thiên Vũ Vương quốc, lợi hại nhất cũng lại là Tam tinh. Đạt được loại cấp bậc như vậy, đã tương đương cùng hội trưởng. Các vị khách khí, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, khoảng thời gian trước ra ngoài, gặp được một vị cao nhân, chỉ điểm một cái, lúc này mới hiểu ra. Nếu như dựa vào năng lực bản thân, còn không biết tới năm nào tháng nào. Hồng đan sư nói, gặp được cao nhân cũng cần ngộ tính được mới được cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đột phá nghe hắn khiêm tốn một vị luyện đan sư cười gượng lắc đầu không xong nhưng vào lúc này một luyện đan học đồ sốt ruột vọt vào hoảng hoảng hốt hốt như thế còn ra thể thống gì nữa nhìn thấy rõ ràng học đồ này chính là học sinh của hắn hồng đan sư khoát tay chặn lại vâng học đồ ngừng lại bởi vì sốt ruột mở miệng thở dốc Ta vừa bảo ngươi qua hỏi Khương Thần chuyện bữa tiệc danh sư, hắn nói như thế nào? Mạc Vũ công chúa có thể tham gia hay không? Hồng Đan sư nhìn qua, "Ta." Học đồ sửng sốt, "Ta còn chưa có hỏi." "Chưa có hỏi." Sắc mặt Hồng Đan sư trầm xuống, mang theo lửa giận. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, hoảng hoảng hốt hốt, sau này cũng không cần ở làm học đồ trong đám học trò của ta nữa. Sắc mặt học đồ nhất thời trắng bệch hồng đan sư là đan sư tam tinh bọn họ làm học đồ của hắn khởi điểm cao hơn so với bình thường không ít sau đó sát hạch đan sư nhất tinh cũng có ưu thế rất lớn một khi bị khai trừ gần như chẳng khác nào vô vọng với luyện đan sư lão sư ta bối rối là có nguyên nhân vừa rồi có người sát hạch danh sư nhất tinh thời gian tiến vào phòng trợ giúp tu luyện lựa chọn luyện đan kết quả thân thể của học đồ run rẩy thế nào chẳng lẽ hắn thi ra 60 điểm, cao hơn so với mạc hoàng nhất mạc sư hay sao? Hồng đan sư xua tay. Học đồ nhất thời run rẩy. Hắn, hắn, thi ra 101 điểm. Cái gì, 101 điểm? Thân thể hồng đan sư thoáng lảo đảo một cái, trong mắt trợn chừng thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Trên mặt hắn đầy vẻ không thể tin được. Tuy rằng luyện đan sư và danh sư thuộc về hai loại chức nghiệp khác nhau, nhưng danh sư thật sự lợi hại trợ giúp tu luyện luyện đan, giữa hai bên vẫn hết sức quen thuộc. Sát hạch phòng trợ giúp tu luyện chỉ có 100 điểm. Thi ra 101 điểm, chuyện gì xảy ra vậy? Ở phòng trợ giúp tu luyện đạt 101 điểm. Đi qua nhìn một chút. Nghe học đồ nói xong, tất cả mọi người đều phát điên rồi, đồng loạt đi ra ngoài. Một người có thể ở phòng trợ giúp tu luyện chỉ điểm luyện đan, làm ra 101 điểm, phải mạnh tới mức nào? bọn họ đều muốn xem thử một chút. Nghiệp đoàn luyện đan sư và danh sư đường liền nhau, thời gian không lâu, bọn họ lại đi đến nơi sát hạch. Lúc này trong đại sảnh đã đông kín người, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía trước. Khương sư, có chuyện gì vậy? Nhìn quanh một vòng, Hồng đan sư tìm được một bóng người quen thuộc, đi tới trước mặt. Chính là Khương Thần trước đó. Chương 470, cao nhân 2. Lúc này, mắt hắn trợn trừng sắp rơi ra ngoài thân thể không tự chủ được run rẩy, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt kinh hoàng. Nhìn thấy hồng đan sư đến, hắn hỉ về phía trước. Chính người tự nhìn đi. Ừ, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy rõ ràng con số hiện ra trên vách tường, thân thể hồng đan sư cũng thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. 130, làm sao có thể có 130? Phòng trợ giúp tu luyện cao nhất không phải là 100 sao. Một tiếng la lên, hắn thiếu chút nữa thì điên mất chỉ thấy trên vách tường phía trước đồng thời có ba con số một trăm ba mươi nó giống như là đâm vào trong lòng tất cả mọi người tất cả luyện đan sư đi theo phía sau hắn tới đây tất cả mỗi người đều cứng đờ đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm cụ thể có chuyện gì xảy ra ta cũng không biết khương thần lắc đầu cũng có chút phát điên có thể là phòng trợ giúp tu luyện xảy ra vấn đề nếu không làm sao có thể sẽ có loại thành tích như vậy Xảy ra vấn đề. Đúng vậy, không xảy ra vấn đề, làm sao có thể có thành tích cao như thế? Xảy ra vấn đề lại chắc hẳn là sát hạch lại một lần nữa. Thành tích này không tính là được. Xung quanh có người hưởng ứng vài tiếng. Đủ điểm là 100, kết quả làm ra 130. Là ai cũng sẽ suy nghĩ theo chiều hướng này. Một lát nữa ta đi tìm Ngô sư nói một chút. Khương Thần gật đầu, đang muốn nói tiếp, đã bị một âm thanh cắt ngang đại sảnh sát hạch là do nghiệp đoàn danh sư đặc biệt phái cường giả tu luyện là một linh bảo không có khả năng xảy ra vấn đề nghe được đối phương không cho mặt mũi như vậy khương thần đang muốn quát lớn khi nhìn thấy rõ ràng dung mạo của đối phương hắn lập tức nuốt lại mạc sư nếu nói không phải xảy ra vấn đề vậy vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra người tới chính là đệ nhất thiên tài của vương quốc mạc hoàng nhất hắn nhìn thấy được thành tích trên vách tường hiển nhiên cũng dọa cho giật mình. Ta từng nghe nói có một lời đồn là liên quan tới sát hạch danh sư, không biết có phải là sự thật hay không. Sắc mặt mạc Hoàng nhất nghiêm trọng. Thấy thần sắc này của hắn, tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn qua. Ngay cả ngô sư chủ trì sát hạch cũng không nhịn được đi tới trước mặt. Phòng trợ giúp tu luyện, sát hạch chính là chỉ điểm. Chỉ điểm sai sẽ giảm một điểm, chính xác, điểm tăng lên. Về điểm ấy nói vậy không cần ta nói, mọi người đều biết." Mạc Hoàng Nhất nói. Mọi người gật đầu. Nhưng mọi người có nghĩ tới không, cái chính xác, sai lầm này là căn cứ vào cái gì để phán đoán?" Mạc Hoàng Nhất nhìn quanh một vòng, nhìn về phía mọi người. Thật giống như hiện tại sát hạch luyện đan, trong đó cái gọi là chính xác là lấy luyện đan sư tứ tinh chế luyện đan dược nhất tinh làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Nếu như là khả năng quan sát của luyện đan sư ngũ tinh, luyện đan sư lục tinh tới nhìn luyện đan này. Điều này, toàn thân mọi người đồng thời chấn động. tri thức là tương đối. Luyện đan sư nhất tinh cho rằng là lời lẽ trí lý, chuyện chính xác, đặt ở trong mắt tam tinh, lại chưa chắc là chính xác. Hai đồng cảm thấy trời là tròn, đất là vuông, khi lớn lên lại không nghĩ như vậy. Tiêu chuẩn so sánh luyện đan của phòng trợ giúp tu luyện là từ luyện đan sư tứ tinh, cho rằng tất cả những điều hắn làm được đều chính xác, do đó tiến hành phán xét. Chỉ cần trên luyện đan không đạt được tứ tinh, khẳng định cũng sẽ cho rằng hành động của hắn không có bất kỳ sai lầm nào. Mà nếu quả thật vượt quá tứ tinh, nếu như là người luyện đan sư Ngô Tinh, thậm chí Lục tinh, Thất tinh qua, lẽ nào cũng nhận thức điều này là chính xác sao? Chỉ sợ cũng chưa chắc. Có thể ở trong mắt loại cường giả này, quyết định tiêu chuẩn đáp án trước đó cũng trăm ngàn chỗ hở, sai lầm liên tục ngươi là nói người sát hạch ở bên trong thuật luyện đan đã vượt qua tứ tinh dù thế nào khương thần cũng không tin tưởng được tiểu tử kia thoạt nhìn rất bình thường làm sao có thể có thuật luyện đan lợi hại như vậy nếu như không phải người giải thích như thế nào trước giảm điểm sau đó tăng mạnh ta nhớ cửa ải cuối cùng của sát hạch danh sư đường không sai tìm ra một chỗ sai lầm là một điểm hai chỗ biến thành hai điểm ba chỗ ba điểm cũng lần lượt tăng lên thần sắc mạc hoàng nhất nghiêm trọng người sát hạch bên trong này chắc hẳn là tìm ra sơ hở trong câu trả lời chính xác vừa mới bắt đầu bị phòng trợ giúp tu luyện quyết định là sai lầm chỉ có điều phòng trợ giúp tu luyện là bảo vật có linh tính phát hiện trong quá trình chế luyện đan dược sau khi thay đổi càng thông thuận lập tức bổ sung điểm lại cũng gia tăng gấp đôi xem như phần thưởng điều tất cả mọi người đều không nhịn được đồng tử co lại nói như vậy người bên trong này tìm ra đủ 15 chỗ sai lầm của luyện đan sư tứ tinh. Thủ pháp luyện đan của luyện đan sư tứ tinh, phát huy hoàn mỹ, có thể được 100 điểm. Hiện tại lại nhận được 130 điểm, nói rõ chỉ ít tìm ra trong đáp án tiêu chuẩn 15 chỗ sai lầm. Trời à, còn người sao? Ngoại trừ điểm ấy, ta thật sự không nghĩ ra đến cùng có chuyện gì xảy ra. Mạc Hoàng Nhất lắc đầu. Mạc Sư vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Trước đó, lúc xem sách có liên quan tới sát hạch ở danh sư đường hình như trong một quyển sách có đề cập tới loại tình huống này chỉ có điều thời gian lâu dài không ai làm được điểm ấy dần dần bị quên lãng ngô sư giống như nhớ ra điều gì đó không nhịn được nói nghe được hai vị danh sư xác nhận mọi người bao giờ mới hiểu được vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng không thể tin được không chỉ tìm ra sai lầm do khôi lỗi cố ý lưu lại ngay cả sai lầm do luyện đan sư Tứ Tinh lưu lại cũng có thể tìm ra. Người bên trong này rốt cuộc ở trên thuật luyện đan đạt tới mấy sao? Người bên trong này tên là gì, có phải tiền bối nào đó của nghiệp đoàn hay không? Có cần ta đi điều tra một chút hay không? Hồng đan sư không nhịn được nói. Không phải tiền bối, chỉ là một luyện đan sư nhất tinh, hơn nữa tuổi tác còn chưa đầy 20 tuổi. Hắn tên là Khương Thần hừ một tiếng, đang muốn nói ra tên liền nghe được cửa lớn của phòng trợ giúp tu luyện trước mắt két một tiếng mở ra một người thanh niên chậm rãi đi ra a à, trương huyền hắn thế nào lại đến nơi này thân thể thoáng lảo đảo một cái hồng đan sư không nhịn được la lên hồng đan sư người nhận ra người này một vị luyện đan sư nhị tinh đi theo ở phía sau vội vàng nhìn qua hắn hắn sắc mặt hồng đan sư trắng nhợt chính là người ta mới vừa nói cao nhân, đã chỉ điểm khiến cho ta có thể đột phá nhanh như vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 471, mấy chiêu? một Cao nhân, mấy vị luyện đan sư nhị tinh liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được sửng sốt. Không sai, khoảng thời gian trước không phải có người muốn mua phá âm đan và máu của cự tê thú sao. Trong rất nhiều vương quốc gần đây, có hai thứ đồ này, hơn nữa khoảng cách gần, chỉ có ở chỗ chúng ta, cho nên ta lại nhận lệnh đưa tới hồng đan sư gật đầu chuyện đó ta biết không phải nói người phải đi tới loại quốc gia cấp thấp nhất thiên huyền vương quốc này sao thế nào luyện đan sư nhị tinh đặt câu hỏi trước đó cảm thấy kỳ quái đi vương quốc cấp thấp nhất gặp được cao nhân khiến cho thuật luyện đan của hắn tăng lên rất nhiều là vương quốc cấp thấp nhất trên đường ta đi tới đó, ta biết được người mua hai thứ này là một luyện đan sư nhất tinh thông qua tranh luận đan mới sát hạch thành công. Hồng đan sư nói tiếp, tranh luận đan thông qua sát hạch. Đồng tử của mọi người co lại. Tranh luận đan là cái gì? Thiên Huyền Vương quốc biết ít, loại vương quốc cỡ lớn như Thiên Vũ Vương quốc này, gần như tất cả luyện đan sư đều biết. Loại sát hạch này, so với luyện đan bình thường khó khăn hơn gấp mấy lần, yêu cầu đối với lượng tri thức lý giải về luyện đan phải rất nhiều mới được cho dù Thiên Vũ Vương quốc truyền thừa mấy nghìn năm, cũng gần như không có người nào từng thành công. Thông qua tranh luận đan trở thành luyện đan sư, phải đáng sợ tới mức nào. Đúng vậy, vừa nghe được tin tức này, ta cảm thấy vô cùng tức giận. Ta cho rằng là nghiệp đoàn luyện đan sư của Thiên Huyền Vương quốc, loại địa phương nhỏ này, không hiểu quy củ, sử dụng quy tắc lung tung. Chỉ có điều, chờ tới khi nhìn thấy Ngọc Tinh ghi hình bọn họ lưu lại, ta mới biết mình sai. Nhớ tới tình cảnh lúc đầu, trong lòng hồng đan sư vẫn còn sợ hãi. Nếu như Trương Huyền nhìn thấy được hắn, khẳng định có thể nhận ra, vị hồng đan sư Khương Thần muốn giới thiệu này, chính là hồng vân đan sư ban đầu ở thiên huyền vương quốc đánh cược thua cho mình phá âm đan và máu của cự tê thú. Lúc đó hắn chỉ là đan sư nhị tinh, hơn một tháng không gặp, hắn đã sát hạch thăng cấp, thành công đột phá. Lẽ nào, người thông qua tranh luận đan thành công sát hạch mà ngươi nói tới, chính là vị trước mắt này. Một vị luyện đan sư nhị tinh kịp phản ứng, kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Không sai, chính là hắn. Trên mặt Hồng Vân đan sư cười gượng. Sau khi gặp mặt, hắn tiến hành chỉ điểm đối với ta, lúc này mới khiến cho ta hiểu ra, do đó có thể chế luyện đan dược tam tinh, trở thành luyện đan sư tam tinh. Điều này, đồng tử tất cả mọi người co lại, khi lại nhìn về phía người thanh niên mới vừa đi ra, tất cả đều đầy kinh hoàng. Sát hạch tranh luận đan trở thành luyện đan sư, chỉ điểm đan sư nhị tinh chế luyện ra đan dược tam tinh. Hiện tại còn ở phòng trợ giúp tu luyện nhận được 130 điểm. Chưa đầy 20 tuổi, hắn làm sao có thể có tri thức luyện đan cao thâm như vậy? Một người không nhịn được nói, người thiên tài mấy đi nữa, thứ học tập được đều có tính giới hạn. Chưa đủ 20 tuổi, lại có lượng tri thức cao thâm như vậy, đổi lại thành ai cũng khó có thể tin nổi. Chuyện này khi mới bắt đầu ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó, ta lại đặc biệt tìm hiểu, lúc này mới biết, hắn có một vị lão sư rất lợi hại, gọi là Dương Huyền, là một vị danh sư chỉ ít vượt qua tam tinh. Hồng Vân Đan Sư nói, danh sư vượt qua tam tinh, mọi người hít thở dồn dập danh sư giống như các những chức nghiệp khác, tổng cộng cửu tinh. Tam tinh là một cấp, vượt quá tam tinh, cho dù là vương quốc phong hào, cũng không có một vị thảo nào trẻ tuổi như vậy lại lợi hại như vậy hóa ra có bối cảnh vững chắc như vậy mọi người nhỏ giọng nói thầm trương huyền đi tới trước mặt ngô sư khôi lỗi luyện đan nhìn một hồi hắn đã biết chỗ thiếu hụt thật sự quá nhiều bởi vì liên quan tới thời gian cũng không thiếu chỗ chưa kịp chỉ điểm dù vậy trong nháy mắt mở lò hắn lại biết chắc thông qua đan dược êm dịu no đủ mặt ngoài có một đường vân đặc biệt lưu chuyển không ngờ là một viên đan dược vượt quá cấp bậc hoàn mỹ, đạt được đan văn siêu cấp. Loại đan dược này, nếu như không có cách nào thông qua, thật sự lại không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn tưởng rằng chế luyện ra loại đan dược này, cũng chính là 70, 80 điểm. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới đạt được 130. Hắn cũng bị dọa cho giật mình. Cái này, không hỏng chứ. Hắn thì thầm một tiếng. Nghe hắn nói như thế, thân thể ngô sư lão đảo, không nhịn được giải thích. Là người tìm ra chỗ thiếu hụt của luyện đan sư tứ tinh. Luyện đan sư tứ tinh lại là tài nghệ này sao? Trương Huyền chớp mắt, vẻ mặt khinh bỉ. Quá yếu. Mọi người nôn ra máu. Không phải luyện đan sư tứ tinh yếu, là người quá mạnh mẽ có được hay không? Cũng khó trách Trương Huyền có bộ dáng này. Lần này hắn chỉ điểm luyện đan, vẫn chưa vận dụng tới năng lực thiên đạo đồ thư quán, là dựa vào nhãn lực của mình. Sau khi dung hợp thông hiểu được tất cả sách tại nghiệp đoàn luyện đan sư Thiên Huyền Vương Quốc, hiểu biết của hắn đối với chế luyện đan dược nhất phẩm đã đạt đến cảnh giới cực cao. Chỉ điểm đan dược nhị phẩm, không cần nhờ tới đồ thư quán, có khả năng không bằng một ít đan sư nhị tinh. Nhưng nhất phẩm, đừng nói tứ tinh, ngũ tinh, cho dù lục tinh đan sư đi qua, chỉ sợ cũng chưa chắc giống như hắn. Điều này lại giống như Thiên Đạo thần công, hiện nay cấp bậc rất thấp, không tính là gì cả nhưng nếu bàn về phương diện công pháp cấp thấp, cho dù bí tịch tuyệt thế chân quý nhất đại lục cũng chưa chắc có thể lợi hại như vậy, ngừng tụ ra chân khí tinh thuần như vậy. nói cách khác, cho dù một vị danh sư ngô tinh, lục tinh tới giảng giải phương pháp tu luyện dưới nửa bước tông sư cũng không nhất định có thể giống như hắn. nói chúng trọng tâm, nhắm thẳng vào đại đạo. bắt đầu cửa sát hạch thứ ba điện khôi lỗi, biết cùng loại biến thái này nói chuyện không được, nói càng nhiều càng phiền muộn ngô sư chỉ tay về phía cánh cửa thứ ba ừ trương huyền gật đầu điện khôi lỗi sẽ không lại có số điểm nữa tiến vào bên trong sẽ có một khôi lỗi màu đỏ và một khôi lỗi màu xanh lam thực lực của hai bên tương đương nhau ngươi tiến hành chỉ điểm khiến cho màu đỏ đánh bại màu xanh lam tức là thông qua sát hạch ngô sư giảng giải một ít quy định được nghe được điều này không khác biệt với lời lăng tiêu tiêu nói trương huyền không có quá nhiều do dự đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng là một cái đài so tài hình tròn, đường kính đại khái chừng 20 thước. Phía trên có hai khôi lỗi đang đứng, một bên mặc áo lam, một bên mặc áo đỏ. Thấy hắn tiến vào, hai khôi lỗi bắt đầu chiến đấu. Âm ầm ầm, hai người giao đấu, quyền phong gào thét. Lực lượng thông huyền cảnh đỉnh phong. Trương huyền đầy kinh ngạc. Hai khôi lỗi này tự nhiên có thể phát huy ra lực lượng thông huyền cảnh đỉnh phong, hơn nữa chiêu số đáng kinh ngạc, thân pháp linh hoạt. Nếu như một mình chiến đấu với cường giả Thông Huyền Cảnh đỉnh phong, sợ rằng người sau cũng không nhất định có thể là đối thủ. Thông Huyền Cảnh đỉnh phong ở Thiên Huyền Vương quốc, xem như là cường giả siêu cấp cấp bậc lão tổ, ở chỗ này thậm chí ngay cả một khôi lỗi cũng không bằng. Không hổ danh là danh sư đường, cửa này thực sự có khó khăn rất lớn, thảo nào không đạt được Thông Huyền Cảnh đỉnh phong, muốn sát hạch danh sư không quá dễ dàng nguyên nhân ở chỗ này. Hắn cảm thán một câu. Thực lực bản thân không đạt được, tất nhiên cũng rất khó chỉ điểm ra chỗ thiếu hụt và sơ hở của thông huyền cảnh đỉnh phong. Tìm không ra, lại làm thế nào thông qua sát hạch. Bắt đầu đi. Hiểu rõ những điều này, Trương Huyền cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn về phía hai khôi lỗi đang chiến đấu. Trương 472, mấy chiêu? Hai. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt được nửa bước tông sư. Chỉ cần dưới thực lực này, không cần mượn đồ thư quán hắn cũng có thể nhìn ra rõ ràng khuyết điểm và chỗ thiếu sót bởi vì hắn tu luyện chính là chính xác nhất chỉ cần khác với hắn tu luyện đó chính là chỗ sai lầm nhìn ra đặc biệt dễ dàng rất nhanh chỗ thiếu hụt của hai đầu khôi lỗi đều lộ ra ở trước mắt hắn được hắn ghi nhớ ở trong lòng vù cuộc chiến đấu ngừng lại giống như ở phòng trợ giúp tu luyện trước đó một âm thanh vang lên bảo hắn chỉ điểm cho khôi lỗi áo đỏ thắng lợi âm thanh kết thúc hai người ép lại lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp tục bắt đầu lần so tài thứ hai khôi lỗi áo đỏ sử dụng lực lượng mạnh mẽ cuồng bạo khôi lỗi áo xanh lại nhẹ nhàng linh động hai bên đối chiến ai cũng có sở trường riêng rất khó phân ra thắng bại nếu như vậy ta lại chỉ điểm ra chỗ thiếu hụt của hai bên khiến cho bên áo đỏ được tăng cường áo lam giảm bớt rất nhanh trong đầu hắn có phản ứng thậm chí mô phỏng một chút cảm thấy nhất định có thể thắng lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vù vù vù, bên này suy nghĩ vừa ngừng hoạt động, bên kia hai người lại chiến đấu cùng một chỗ. Khôi lỗi áo đỏ lùi về phía sau ba tấc, xoay về phía phải nửa người, nắm đấm đánh ra. Thấy bọn họ lại chiến đấu, Trương Huyền bắt đầu chỉ điểm. Các ngươi nói hắn có thể thông qua cửa này không? Luyện đan mạnh mẽ, chưa chắc trên phương diện chỉ điểm tu vi lại mạnh mẽ. Xem ra người còn không biết, vừa rồi hồng vân đan sư nói vị trương huyền này là học sinh của một vị danh sư vượt qua tam tinh học sinh của danh sư vượt qua tam tinh vậy khẳng định có thể thông qua đúng vậy danh sư am hiểu chỉ điểm là học sinh của hắn trên phương diện chỉ điểm tu vi sợ rằng so với luyện đan còn đáng sợ hơn nếu như cái này cũng không thông qua lại thật sự buồn cười cửa này mặc dù không có thành tích lại có hạn chế về thời gian và chiêu số không ít người cũng lấy điều này để so sánh lẫn nhau. Đứng ở trước cửa của cửa ải thứ ba, ngô sư vuốt dâu. Mấy vị danh sư khác gật đầu. Hai người có trình độ thực lực tương đồng, thông qua chỉ điểm, khiến cho một người trong đó đánh bại một người khác, sử dụng 3 phút và sử dụng 10 giây tất nhiên là khái niệm khác nhau. Sau khi tiếp nhận chỉ điểm, sử dụng 100 chiêu mới thắng được đối phương, và sử dụng một chiêu lại thắng được, kết quả cũng nhất định không giống nhau ta nhớ Mạc sư chỉ điểm, khôi lỗi áo đỏ sử dụng không đến 20 chiêu thì đánh bại khôi lỗi áo xanh, truyền ra thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Ngô sư nhìn về phía Mạc Hoàng Nhất đứng một đứng, là 17 chiêu. Mạc Hoàng Nhất gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Không sai, là 17 chiêu. Chiêu số ít như vậy khiến hai khôi lỗi thế lực ngang nhau, một vị trong đó thắng được, lý giải đối với tu luyện tuyệt đối đạt tới một cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể làm được. Sau khi tán dương qua đi, Ngô sư nhìn về phía cửa lớn trước mắt. Cũng không biết vị Trương Huyền này có thể sử dụng bao nhiêu chiêu. Ta cũng muốn xem thử một chút. Ánh mắt mạc hoàng nhất lóe lên. Đối phương đã liên tiếp phá kỷ lục của hắn, hắn cũng muốn xem thử, tiểu tử từ Thiên Huyền Vương quốc xuất hiện này, đến cùng có thật sự lợi hại hay không? Có phải trên phương diện chỉ điểm tu vi cũng cường đại hay không? Chưa đầy 20 tuổi, có thể ở một hạng mục luyện đan lợi hại thì cũng thôi. Ta không tin trên phương diện tu vi hắn cũng lợi hại. Khương Thần hừ một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn trước mặt. Hắn từ nhỏ trưởng thành ở trong gia đình danh sư, ở dưới sự chỉ điểm của phụ thân, gần như không đi đường vòng nào, đối với tu luyện càng hiểu rõ như lòng bàn tay. Thời điểm sát hạch ở cửa này, hắn cũng sử dụng 25 chiêu hoàn thành. Hắn không tin, tiểu tử này có thể nhanh hơn hắn hai khôi lỗi luận võ làm mẫu, đại khái trong 300 lần hít thở. Sau 10 lần hít thở, sẽ tiến hành so tài tiếp theo. Dựa theo một lần hít thở một chiêu, sau 310 lần hít thở, có thể tính toán ra hắn dùng bao nhiêu chiêu. Tuy rằng cảm thấy đối phương chưa chắc có thể so sánh được với hắn, vẻ mặt Khương Thần vẫn khẩn trương. Người này vượt ra ngoài dự đoán của người bình thường. Đổi lại thành trước đây, nếu có người nói với hắn, tùy tiện dạy học sinh mấy ngày có thể nắm giữ mức độ tín nhiệm 85, hắn tuyệt đối sẽ phun vào mặt đối phương. Có người nói, phòng trợ giúp tu luyện có thể đạt được đến 130 điểm, sợ rằng hắn cũng sẽ xé nát miệng của người kia. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều đang xuất hiện ở trên người kẻ này. Tuy rằng bởi vì quan hệ với Mạc Vũ Công Chúa, khiến cho hắn có chút căm thù, lại không thể không thừa nhận, người này quả thật có năng lực vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường. 312, 313, 314. Ngón tay phải của hắn điểm nhẹ ở trên MU bàn tay trái, trong miệng không ngừng đếm thời gian. Dựa theo số thời gian càng dài, ánh mắt hắn lại càng lúc càng sáng. 333, 334, 335. Rất nhanh hắn đếm tới 335 lần hít thở. Nói cách khác, so với chiều số sử dụng lúc hắn chỉ điểm đã không khác biệt lắm, đối phương còn chưa đi ra. Lúc này Khương Thần mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui mừng. Ha ha, thoạt nhìn trên phương diện chỉ điểm tu vi cũng không được tốt lắm. Hắn hử lạnh một tiếng, lông mày không khỏi nâng lên. Vốn tưởng rằng người này có thể giống như hai cửa ải trước, ngoài dự đoán của mọi người. Kết quả đếm tới 335 lần hít thở chưa đi ra. Nói cách khác, dưới sự chỉ điểm của hắn, đối phương 25 chiêu chưa phân ra thắng bại cho dù trở ra thành tích cũng khẳng định không bằng hắn không chỉ mắt khương thần sáng rực lên ngô sư mạc hoàng nhất cũng liếc mắt nhìn nhau đồng thời lắc đầu xem ra ở trên phương diện chỉ điểm tu vi vẫn yếu hơn một chút con người luôn luôn có sở trường sở đoàn hắn có khả năng am hiểu luyện đan trên phương diện chỉ điểm tu vi yếu hơn một chút chỉ có điều đầu mạc hoàng nhất nâng lên hiện lên một ánh sáng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng hắn đây là bỏ gốc lấy ngọn, không đủ gây ra sợ hãi. Ngươi là sát hạch danh sư, chức trách lớn nhất của danh sư, chính là chỉ điểm tu vi cho người, khiến người ta nâng cao lực lượng. Thuật luyện đan lại cao minh nữa, người ta còn không bằng trực tiếp tìm luyện đan sư, tìm ngươi làm gì. Điều này lại giống như lão sư người dạy sách không được, lại nói lái phi cơ tốt, có tác dụng cái chứng. Chức nghiệp gì, lại cần có chức trách của chức nghiệp đó. Ban đầu, Hai cửa ải trước đó quá mức kinh diễm, còn tưởng rằng người này là đối thủ của mình sau này. Hiện tại xem ra, mình quá lo lắng. Trên phương diện chỉ điểm tu vi không tốt, danh sư này cũng sẽ không đủ gây ra sợ hãi. Đúng vậy, đáng tiếc. Ngô sư cũng hiểu rõ điểm ấy, lộ ra một phần tiếc hận. Hai cửa ải trước kinh diễm như vậy, vốn tưởng rằng cửa thứ ba cũng sẽ cường thế thắng được. Ngay cả Mạc Hoàng Nhất so sánh với hắn cũng kém ưu thế hơn. Hiện tại xem ra vẫn là suy nghĩ quá nhiều. Trên thế giới làm gì có được người nào chức nghiệp gì cũng lợi hại. Có một luyện đan sư năng lực nghịch thiên như vậy cũng rất đáng sợ, còn muốn để cho hắn lý giải đối với tu vi cũng lợi hại, không phải suy nghĩ nhiều là cái gì. Mấy người đang nguyên mang suy nghĩ, lại qua hơn 10 lần hít thở, cửa phòng lúc này mới kết. Một tiếng mở ra, lộ ra cái đầu của Trương Huyền. Tổng cộng 352 lần hít thở, nói cách khác, Hai bên giao chiến khoảng 42 chiêu. Khương Thần cười lạnh một tiếng, đang muốn chế nhạo một câu. Lại thấy người thanh niên lộ đầu ra, hết sức khó xử, gãi đầu một cái, vẻ mặt xấu hổ. Cái này, thời điểm ta vừa chỉ điểm, hình như dùng sức quá lớn. Khôi Lỗi áo đỏ đập đầu của Khôi Lỗi áo xanh xuống. Sửa hồi lâu cũng không sửa lại được, xin hỏi, cái này không tính là ta thất bại chứ? Đập đầu xuống hai khôi lỗi bất kể là kết cấu hay thực lực đều không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ điểm qua đi, tối đa chỉ là đánh bại, đập đầu xuống, đây là tình huống gì? Xung quanh ngã sắp xuống một mảnh, lặng ngắt như tờ một hồi. chương 473, Biển Công Pháp 1 Khôi lỗi của điện khôi lỗi là do đặc biệt mời luyện khí đại sư chế luyện thành, linh tính được rót vào trong đó. Chiều số hai bên tu luyện tương đương nhau, cấp bậc công pháp tương đồng. Thời điểm chiến đấu, khó phân chia, ai cũng không có cách nào giành thắng lợi. Người sát hạch danh sư bình thường chỉ điểm, cũng chỉ là khiến cho một vị trong đó, lấy chút ưu thế giành thắng lợi mà thôi. Người này thì hay rồi, khiến cho một bên trong đó đập đầu của đối phương xuống. Làm sao làm được vậy? Đám người ngô sư, mà hoàng nhất vội vàng đi vài bước tới trước cửa, nhìn lại về phía bên trong. Đồng tử của tất cả đều co lại, thiếu chút nữa thì lập tức hôn mê, chỉ thấy hai khôi lỗi thế lực ngang nhau, một bên nằm trên mặt đất, đầu lăn thật xa. Vốn tưởng rằng, đánh một người khác đầu cũng ngã xuống, nhất định là từng trải qua cuộc chiến đấu thảm khốc, chỉ ít cũng bị thương các loại. Nhưng nhìn xong mới phát hiện, căn bản không phải là chuyện này. Khôi lỗi áo đỏ đứng tại chỗ, ống tay áo tung bay, lông tóc không tổn hao gì, da cũng chưa từng rách một miếng. Một chút tổn thương không có, lại đập đầu một bên khác xuống. Trời à! làm sao làm được? Bình thường chiến đấu, cần thực lực vượt qua đối phương rất nhiều mới làm được. Tùy tiện chỉ điểm một chút, khiến một khôi lỗi thực lực vượt qua rất nhiều, cường thế nghiền ép. Tại sao luôn cảm thấy là mình đang nằm mơ? Người nói đã sửa một hồi, khôi lỗi áo đỏ là ở chiêu thứ mấy đánh bại khôi lỗi áo xanh. Mà khoảng nhất không nhịn được hỏi. Đây là điều hắn quan tâm nhất. Nghe nói như thế, những người khác cũng đều dựng lỗ tai lên, rất sợ nghe sót. Mấy chiêu, khôi lỗi áo đỏ lực lượng lớn như vậy, chỉ đánh một quyền, đã như vậy. Nếu dùng thêm mấy chiêu, khôi lỗi áo làm sợ rằng cũng thành bánh thịt. Trương huyền bất đắc dĩ. Còn mấy chiêu, một chiêu còn chưa ngăn cản được, thêm mấy chiêu, chẳng phải càng xong đời sao. Một chiêu. Trước mắt đám người mạc hoàng nhất, khương thần tối sầm, thân thể thoáng lảo đảo một cái. Vốn tưởng rằng 17 chiêu, 25 chiêu cũng rất lợi hại, rất nghịch thiên không nghĩ tới người này chỉ dùng một chiêu, một chiêu khiến cho hai khôi lỗi thế lực ngang nhau, không chỉ đánh bại, vẫn phá hủy đầu. còn người sao? mấu chốt nhất chính là mặt ngươi ghét bỏ như vậy là có ý gì? người khác đều cần rất nhiều chiêu mới kết thúc cuộc chiến đấu, người một chiêu lại khiến cho một bên tàn phế. cái này, mạo muội hỏi một câu, một chiêu khiến khôi lỗi áo đỏ đánh bại áo lam, đến cùng làm thế nào làm được vậy? ngô sư thật sự không nhịn được hỏi lên. Chỉ cần là danh sư, đều trải qua sát hạch điện khôi lỗi này, biết hai bên gần như không có bất kỳ tranh lệch nào. Bình thường chiến đấu, đừng nói một chiêu bại trận, cho dù hơn 10 chiêu, cũng sẽ chuyển ra giai thoại, khiến cho vô số người hâm mộ. Chính vì vậy, hắn thật sự không nghĩ ra, chuyện khó khăn như vậy, người này đến cùng làm thế nào được. Mạc Vũ Công Chúa cũng nghi ngờ nhìn qua, mấy ngày trước đây nàng sát hạch, cũng phải trải qua đủ 22 chiêu, mới thành công nàng cũng rất muốn biết trương lão sư này đến cùng đã sử dụng phương pháp gì nghe được câu hỏi trương huyền sửng sốt vẻ mặt đương nhiên nói cái này rất đơn giản khôi lỗi áo đỏ lực lượng mạnh mẽ khôi lỗi áo xanh tốc độ nhanh nếu là so đấu chân chính quả thật như nhau khó phân biệt được chỉ có điều chỉ cần tìm được khuyết điểm của khôi lỗi áo xanh là dễ làm rồi tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa trung quy cũng phải dừng lại ở trong nháy mắt nó dừng lại Sớm phán đoán ra vị trí, để cho người trước công kích, một quyền lại đánh xuống đầu. Sớm phán đoán, xác định vị trí. Tất cả mọi người đều run lên. Nói ra thì đơn giản, trên thực tế lại rất khó. Người người đều biết, nắm giữ lực lượng một vạn đỉnh, cho dù ở trước mặt tông sư cũng có thể một chiêu đánh chết. Nhưng, biết thì biết, luyện không ra cũng chỉ là vô nghĩa. Đạo lý giống vậy, loại phương pháp chiến đấu này, nói ra thì đơn giản, nhưng thời điểm hai bên chiến đấu, thời gian cũng ở trong khoảng một phần mười lần hít thở, một phần trăm lần hít thở. Kém hơn một chút, lại không có cách nào làm được. Làn không tốt còn có thể trở thành sơ hở cho đối phương phản kích. Sớm phán đoán ra vị trí của đối phương, ra lệnh chính xác cho khôi lỗi áo đỏ một quyền phá hủy đầu của đối phương. Không chỉ cần phải hiểu rõ đối với chiến đấu của hai bên giống như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả lực lượng, tình trạng thân thể, nắm đấm và tốc độ động tác của đối phương tất cả đều phải biết rõ ràng mới được. Nhìn một lần lại nhớ kỹ những điều này, cũng làm ra hành động tương ứng. Dựa vào, đại ca, người không biết có phải là danh sư tam tinh ngụy trang thành nhất tinh, tới đùa giỡn chúng ta hay không? Lăng tiêu tiêu ở một bên, thân thể cũng lắc lư sắp tan vỡ ra, sắp co giật ngay tại chỗ. Một ngày trước, nàng nhìn thấy đối phương, còn tưởng rằng là học đồ nho nhỏ cái gì cũng không biết, vẻ mặt vô tri. Bây giờ nàng mới biết, là một quái vật lớn che giấu. Hỏi cái gì cũng không biết, vừa thi lại rất lợi hại. Quái thai như ngươi, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nàng chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, nếu không phải cố kìm nén, chỉ sợ nàng đã sớm phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Cái này, không cần bồi thường chứ? Giải thích xong, thấy mọi người đều không nói lời nào, Trương Huyền chỉ khôi lỗi nằm trên mặt đất. Danh sư đường có năng lực tự động chữa trị, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày khôi lỗi sẽ tự động khôi phục như lúc ban đầu. Từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, Ngô sư gật đầu. Như vậy cũng tốt. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy, vậy ta có tính là thông qua không? Thông qua. Ngô sư cười gượng. Những người khác đảo con mắt một vòng. Chỉ điểm một chiêu lại đánh bại, Người không thông qua, ai thông qua? Cửa ải tiếp theo là biển công pháp. Cô nén phiền muộn Ngô Sư tiếp tục giảng giải về nội dung sát hạch ở cửa ải tiếp theo. Biển công pháp có vô số quyển công pháp tu luyện, muốn thông qua, cần phải ngẫu nhiên lựa chọn ra một quyển tiến hành giảng dạy. Thời gian giảng bài, không chỉ có có rất nhiều danh sư chấn thủ phán xét, quan trọng nhất còn có Chuông Tiên Hiền. Chuông Tiên Hiền là một bảo bối thông linh, có in dấu tiên hiền đối với lý giải và khống chế công pháp. Giảng giải tri thức, không có cách nào khiến cho nó thỏa mãn, chuông cũng sẽ không vang lên, cũng lại không có cách nào thông qua. Tiếng chuông vang lên càng nhiều, cũng biểu thị, giảng giải càng chính xác. Trương Huyền gật đầu. Được, vào đi thôi, các vị danh sư, cũng đi theo ta. Về phần những người khác, vẫn mời ở lại bên ngoài. Ngô sư nhìn quanh một vòng, nói. Cửa sát hạch thứ tư biển công pháp cần phải có danh sư chấn thủ. Những người ngoài không có tư cách tiến vào. Vâng, mọi người đồng thời lên tiếng. Trương Huyền đẩy cửa đi vào gian phòng. Biển công pháp có chút tương tự với gian phòng giảng bài bình thường, sát hạch chủ yếu chính là danh sư giảng bài. Danh sư cho dù tốt, chỉ điểm cường thịnh mấy đi nữa, không biết giảng bài, cũng chỉ có thể phục vụ cho cá nhân, không tính là lão sư tốt. Lão sư thật sự tốt, phải đào lý khắp thiên hạ, môn hạ người người như rồng. Một mình dạy dỗ một hai học sinh lợi hại, không tính là cái gì. Đưa mắt nhìn qua, hai bên gian phòng để hai hàng chuông lớn, đều có một người trông coi. Phía trên khắc đường vân đặc biệt, khiến người ta một loại cảm giác ý cảnh sâu xa. Ở giữa là một vài cái bàn, được đặt chỉnh tề, giống như bàn học sinh đi học. Hơn 10 vị danh sư lục tục đi đến, ngồi xuống. Hiện tại bọn họ chính là học sinh, lão sư chỉ có một vị, đó chính là Trương Huyền. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, cửa phòng đóng lại, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại chương 474, Biển Công Pháp 2. Vù, trên bàn giáo viên lắc lư một hồi, một quyển sách chậm rãi xuất hiện. Quyển bí tịch này là lập tức lựa chọn từ trong kho sách ra sử dụng. Người có thời gian một nén hương để xem, sau đó tiến hành giảng giải. Những cái chuông tiên hiền xung quanh sẽ tự động phân tích lời ngươi nói chính xác hay không. Chúng ta cũng sẽ đưa ra phán đoán, ý kiến hai bên cộng lại, có thể xác định ngươi có thể thông qua hay không thấy quyển sách xuất hiện, Ngô Sư nói. Chuông tiên hiền là do danh sư tứ tinh đặc biệt lưu lại, trong đó ẩn chứa lý giải, ưu điểm, khuyết điểm của bọn họ đối với công pháp, võ kỹ, đều bị khác ở trong đó. Chỉ cần nội dung giảng giải tương đồng, sẽ thu được sự tán thành. Xuất hiện sự sai lầm, cũng sẽ không phát ra tiếng động. Nói tiếp thì dườm ra, trên thực tế có phần cùng loại với phòng trợ giúp tu luyện trước đó. Phòng trợ giúp tu luyện là tăng và giảm bất điểm cái này chẳng qua là chính xác tiếng chuông vang lên, sai lầm không có tiếng động mà thôi. Ừ, Trương Huyền cầm lấy quyển sách, tùy tiện cầm lên. Đa ba thủy văn trưởng Mắt hắn nhìn vào bìa sách. Là một bộ võ kỹ. Đa ba thủy văn trưởng vận khí của hắn xem ra không tốt lắm. Đây chính là một trong những võ kỹ hiếm có nhất trong sát hạch của danh sư đường. Đúng vậy, khó tu luyện lại khó giảng giải. Vương quốc danh sư đường thành lập mấy nghìn năm qua, tổng cộng có 8 người sát hạch, rút chúng quyển sách này. Kết quả bảy vị đều tổn thương lông tóc mà về. Duy nhất một người, cũng chỉ nói được một chút da lông, miễn cưỡng qua cửa ải. Chắc hẳn cửa này, cho dù may mắn thông qua, cũng không có thành tích tốt giống như trước đó. Nhìn thấy được tên gọi phía trên quyển sách, rất nhiều danh sư ngồi phía dưới đồng thời lắc đầu, lộ ra vẻ thương tiếc. Sát hạch biển công pháp tuy là lựa chọn ngẫu nhiên công pháp, võ kỹ sử dụng, lại có liên quan đến vận khí. Vận khí tốt, lựa chọn ra một quyển đơn giản, hoặc trước đây đã gặp qua, giảng giải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lựa chọn ra một quyển khó khăn, bản thân mình cũng không biết tu luyện, nói như thế nào. Hiển nhiên, vị trương huyền này vận khí không tốt lắm, thành người sau. quyền đa ba thủy văn trưởng này, không nói là võ kỹ khó nhất trong cả danh sư đường, nhưng cũng không khác biệt lắm. Vô số võ giả muốn tu luyện, đều không làm được càng chưa nói trong thời gian ngắn ngủi một nén hương, hiểu đồng thời giảng giải. Không để ý tới bàn luận của mọi người, Trương Huyền mở quyển sách ra, xem một hồi, gật đầu. Bộ sách quý này thoạt nhìn cao thâm, trên thực tế vẫn không tách rời phạm vi thông huyền cảnh. Tu luyện qua thương pháp thiên đạo, quyền pháp, thân pháp thiên đạo, hắn đối với võ kỹ cũng có chút hiểu biết. Chỉ cần không vượt quá phạm vi của thực lực của hắn, thứ khó hơn nữa, hắn xem một chút, cũng có thể tìm ra mục đích của người sáng tạo, xác định phương pháp tu luyện. Cho nên, mọi người nói đáng sợ, trải qua thiên đạo đồ thư quán rèn luyện, ánh mắt của hắn cũng đã trở nên cực kỳ tinh tế. Từ lâu, cho dù không mượn đồ thư quán, hắn cũng có thể nhìn ra vấn đề của công pháp, nhắm thẳng vào đại đạo. Điều này lại giống như thường xuyên nhìn thấy sao thực sự, cho dù chưa từng thấy qua sao giả, ngón tay sờ một cái, cũng có thể phân rõ được thật giả. Thần công thiên đạo rất nhiều võ khí thiên đạo, chẳng khác nào đứng ở trên con đường tu luyện thẳng tắp nhất, đã tới bờ bên kia, tiếp tục nhìn con đường quanh co, tất nhiên rất dễ dàng là có thể tìm ra chỗ có vấn đề. Vậy ta liền bắt đầu nói. Sau hơn 10 lần hít thở đã xem xong quyển sách, tiện tay đặt lên bàn, Trương Huyền mở miệng. "Trương lão sư, thật ra ngươi không cần phải gấp gáp. Trong thời gian một nén hương nghiên cứu cẩn thận." Thấy hắn chỉ liếc mắt nhìn, lại muốn bắt đầu bài giảng. Ngô Sư không nhịn được nói. Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Loại võ kỹ đơn giản này, nhìn thời gian dài, trái lại là lãng phí. Nhìn quanh một vòng, lười phải tiếp tục dây dưa, hắn trực tiếp bắt đầu. Đa ba thủy văn trưởng, nghe tên là trưởng pháp thuộc tính thủy, rất nhiều người tu luyện, phần lớn coi đây là nguyên nhân, muốn tận dụng các loại biện pháp. Thật ra, đây là phương pháp sai lầm. Sai lầm. Mọi người sửng sốt. Trương Huyền nói tiếp, thật ra cái gọi là đa ba thủy văn là chỉ sau khi tu luyện, công kích giống như vân nước, cuộn sóng kéo dài vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Bản thân nó không có quan hệ gì với thuộc tính thủy. Thuận miệng hắn nói ra vấn đề tự mình nhìn ra, nói ra phương pháp tu luyện. Điều này, không ngờ là có chuyện như vậy, ta tự nhiên không nghĩ tới. Thì ra là thế, thật sự khiến cho ta hiểu ra. Nghe được hắn giảng giải, Tất cả mọi người cảm thấy toàn thân chấn động. Mỗi một người kích động sắc mặt trở nên trắng bệch. Những người đang ngồi đều là danh sư, tất nhiên có thể nghe ra lời giảng giải rốt cuộc là chính xác hay là sai lầm. Trước bọn họ đều cho rằng bộ trưởng pháp này là chiêu số thuộc tính thủy. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ tới, căn bản không có chuyện như vậy. Từ một mặt khác vừa phân tích, bí tịch trước đó vô cùng khó khăn, giống như mỹ nữ cởi sạch quần áo, lại không có bí mật gì có thể nói quả nhiên là có tranh lệch lớn. Nghe xong giảng giải, Mạc Vũ Công Chúa nhìn về phía người thanh niên trên đài, ánh mắt phức tạp. Bộ đa ba thủy văn trưởng này, nàng trước đây trùng hợp đã xem qua, lý giải cũng giống như những người khác, chưa bao giờ từng nghĩ còn có loại phương pháp này. Nghe xong đối phương giảng giải, cảm giác lý giải của mình đối với công pháp trong mấy năm nay, đều quá mức phiến diện. Lợi hại, Mạc Hoàng Nhất siết chặt nắm đấm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, hắn cũng cảm thấy đối phương nói không có sai lầm chút nào. Người này, chỉ sợ là kẻ địch lớn của ta. Hít mắt lại, trong lòng Mạc Hoàng Nhất dâng lên ý chí chiến đấu nồng đậm. Hắn là thiên tài siêu cấp, vẫn không có đối thủ. Hiện tại xuất hiện một người cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí còn hơn một chút, hắn nhất thời giấy lên ý chí chiến đấu. Xem ra ta cũng phải sát hạch danh sư nhị tinh. Hắn thở ra một hơi, hư lạnh một tiếng thật ra dựa theo tu vi của hắn, sớm có thể sát hạch danh sư nhị tinh. Chỉ là hắn muốn tích lũy nhiều hơn một chút, phá tan tất cả kỷ lục. Hiện tại trương huyền này biểu hiện nổi bật như vậy, nếu hắn không nhanh hơn, sợ rằng cũng sẽ bị đuổi kịp và vượt qua. Các vị danh sư, mỗi người đều có suy muốn. Đối với người thanh niên trên đài, bọn họ bội phục không thôi. Mọi người ở bên ngoài chờ, khuôn mặt mỗi một người lại đầy sốt ruột, muốn biết kết quả không biết thành tích của hắn ở cửa này như thế nào. Hai mắt lăng tiêu tiêu nhìn chằm chằm cửa lớn của cửa ải thứ tư, hận không thể chui vào. Thành tích của biển công pháp có liên quan tới tiếng chuông của chuông tiên hiền. Tiếng chuông vang lên một tiếng, đại biểu miễn cưỡng thông qua. Hai tiếng đạt tiêu chuẩn, ba tiếng hài lòng, bốn tiếng thượng cấp, năm tiếng lý giải triệt để không có bất kỳ sai lầm nào. Sáu tiếng hoàn mỹ, hộ vệ tông sư cảnh đứng sau lưng nàng nói hiện nay thành tích tốt nhất trong sát hạch danh sư vẫn là mạc hoàng nhất vang lên đủ bốn thanh khiến cho vô số người liếc mắt nhìn vị trương huyền này muốn một tiếng khiến cho người ta kinh ngạc phải vượt qua bốn tiếng mới được bốn tiếng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy thời gian một nén hương xem xong võ kỹ đồng thời lý giải thật sự quá khó khăn ta nghe nói thời điểm mạc hoàng nhất sát hạch vận khí tốt lấy ra bộ võ kỹ kia vừa vặn từng xem Lúc này mới có thể giảng giải thấu triệt như vậy. Người này chưa chắc lại có may mắn như thế. Nghe được hai người đối thoại, mọi người xung quanh đồng thời lắc đầu. Sát hạch, người người đều muốn có thành tích tốt, nhưng thành tích tốt làm gì có được nhiều như vậy. Cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai lợi hại, không tin cửa ải này, hắn cũng có thể vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Con, mọi người đang đang bàn luận, đột nhiên mặt đất lắc lư một hồi, một tiếng động động cực lớn vang lên. Chuông tiên hiền vang lên. Sẽ có mấy tiếng. Tất cả mọi người đều ngừng thở, đồng loạt nhìn về phía trước. Chương 475, trăm chuông đồng thời vang lên một. Làm sao có thể nhanh như vậy được? Hiện tại còn chưa tới thời gian nửa nén hương, đã bắt đầu bài giảng, đồng thời, nói xong, rốt cuộc nói cái gì? Nghe được tiếng chuông, thân thể tất cả mọi người bên ngoài đều run lên. Sau khi biển công pháp cho ra bí tịch sẽ có thời gian một nén hương quan sát, sau đó sẽ tiến hành giảng giải. Hiện tại, tính từ lúc mọi người tiến vào trong, tổng cộng cũng chỉ khoảng nửa nén hương, chuông tiên hiền lại vang lên. Chẳng lẽ cho ra một quyển bí tịch mới, không cần nhìn liền trực tiếp bắt đầu bài giảng? Hơn nữa, lúc này mới bao lâu, lại nói xong. Bởi vì chỉ có giảng giải xong, mới có khả năng thu được tiên hiền tán thành, nghe được tiếng chuông. Người khác tiến vào trong cho dù thu được tiên hiền tán thành, cũng cần chỉ ít khoảng thời gian 3, bốn nén hương. Dài nhất còn nói tới nửa ngày. Nửa nén hương liền bắt đầu gõ chuông. Đừng nói là chưa thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nói quá nhanh, khẳng định nội dung không đầy đủ. Ta sợ một tiếng chuông chính là cực hạn. Lão nhân phía sau lăng tiêu tiêu không nhịn được lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc. Nóng vội thì không thành công, bất cứ chuyện gì cũng đều như vậy cho dù có bản lĩnh, lý giải đối với công pháp cũng nhanh. Nhưng liếc mắt xem sách lại bắt đầu bài giảng, quá cầu tốc độ, tất nhiên có chỗ quên, có chỗ không nhìn thấy. Dù sao công pháp đơn giản đến mấy cũng hội tụ trí tuệ của tiền bối. Chỉ chút lơ là, liền có thể nhầm đường lạc lối, vạn kiếp bất phục. Người tu luyện trên đời, rất nhiều người tẩu hỏa nhập ma, chính là vì lý giải đối với công pháp có sai lầm, mới dẫn tới trong lúc tu luyện xuất hiện thành kiến. Đương nhiên, không lý giải ngược lại cũng thôi thời gian giảng bài cũng quá ngắn nội dung lại không đầy đủ rất dễ dàng đổ vào trọng điểm không ít sát người hạch danh sư giống như trả lời bài thi sẽ nói ra hết những kiến thức biết được làm không tốt lại gặp phải câu kia do đó nhận được tán thành lớn hơn nữa thời gian ngắn như vậy đã kết thúc lời hướng dẫn lại ít cho dù khiến cho chuông tiên hiền vang lên chắc hẳn âm thanh cũng sẽ không quá nhiều đúng vậy vẫn là trẻ tuổi, có chút quá sốt ruột. Hồng Vân Đan sư cũng gật đầu. Hắn nhận ân huệ của đối phương, tất nhiên hy vọng vị lão sư Trương Huyền này có thể đi xa hơn. Không nghĩ tới hắn gấp gáp như vậy, sợ rằng thành tích cũng không chừng sẽ phải dừng lại ở đó. Ngã một lần, chờ tới thời điểm hắn sát hạch danh sư nhị tinh, cũng sẽ không lỗ mãng như thế. Lão nhân gật đầu, đang xúc động, mặt đất lại chấn động. Tiếng động cực lớn lại vang lên lần nữa con, con, con. Ba tiếng liên tiếp vang dội, mặt đất chấn động run rẩy. Bốn tiếng, thượng cấp, tự nhiên có thể so sánh với thành tích của Mạc Hoàng Nhất Mạc Sư. Lão nhân, Hồng Vân Đan Sư liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Vừa rồi nói đối phương quá lỗ máng, thành tích sẽ không quá tốt. Thoáng cái lại vang lên tốn tiếng, hai người chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, đau đớn một hồi. Bốn tiếng, chắc là cực hạn đi. Bốn tiếng kết thúc, yên lặng một lát, lúc này lão nhân mới thở phào nhẹ nhóm, nhìn về phía trước, đang muốn tiếp tục nói cái gì, bên tai lại chấn động. Con! Âm thanh vang lên lần nữa. Năm tiếng lý giải triệt để, kỷ lục mới, ra đời. Khuôn mặt tất cả mọi người trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm. Vương quốc danh sư đường thành lập mấy nghìn năm qua, thành tích tốt nhất không qua được bốn tiếng của Mạc Hoàng Nhất. Những người khác cho dù cường thịnh mấy đi nữa, tối đa cũng không phân thắng bại. Trương Huyền trước mắt này, chỉ dùng thời gian nửa nén hương, lại có 5 tiếng vang lên. Dĩ nhiên đã phá tan kỷ lục, trở thành người đứng đầu. Thiên tài, chính là thiên tài, cầm lấy bí tịch, lại có thể hiểu được, khiến chuông vang lên 5 tiếng. Hoàn toàn lý giải triệt để, bội phục, bội, mới cảm thán một tiếng, lão nhân còn chưa nói hết, mặt đất lại chấn động. Lại là một tiếng động lớn vang lên. Trời À! Xong chưa? Lão nhân sắp muốn khóc. Vừa cảm thấy cực hạn của đối phương đến đây kết thúc, lại có một tiếng chuông vang lên. Vừa cảm thấy không có cách nào tiến thêm một bước, lại một tiếng chuông nữa vang lên. Ngươi là cố ý sao? Người khác đều là giảng giải xong, tiếng động vang lên liên tiếp. Thời gian chênh lệch không lớn, ngươi thì hay rồi, đột nhiên vang lên một tiếng, đột nhiên lại vang lên một tiếng, là muốn hù người sống phải chết sao? Năm tiếng chuông hoàn mỹ trong lòng hắn phiền muộn, sắc mặt những người khác lại trắng bệch, tất cả đều hóa đá. Quan phó đường chủ, đường chủ ở chỗ nào, mau phái người đi mời. Tại một gian phòng sâu bên trong danh sư đường, một vị lão nhân đi nhanh đến. Đường chủ đêm qua sau khi trở về, bắt đầu bế quan, bảo chúng ta không có chuyện gì lớn không nên quấy dày. Phó đường chủ danh sư đường quan trạch quyền, nghi ngờ nhìn qua. Trúc trưởng lão, xảy ra chuyện gì, khiến cho trưởng lão bối rối như thế nào nói một chút xem nếu như quả thật là chuyện lớn ta đây sẽ lập tức đi tìm đường chủ bảo hắn qua bế quan chúc trưởng lão nhướng mày có chút do dự vẫn giải thích là có người sát hạch danh sư nhất tinh sát hạch danh sư nhất tinh quan phó đường chủ cười một tiếng không kìm lòng được lắc đầu Mô toàn không phải ở đó sao để cho hắn chủ trì là được rồi loại chuyện nhỏ này cũng đáng để làm phiền đường chủ sao? Người không biết thân thể đường chủ có nội thương, cần phải tĩnh dưỡng sao? Ta biết sát hạch danh sư nhất tinh không đáng để kinh động đường chủ. Nhưng, nếu như người biết người sát hạch, gây ra động tĩnh lớn tới mức nào, thì ra thành tích gì, chỉ sợ ngươi cũng không nói như vậy. Trúc trưởng lão lắc đầu. a à, còn có thể làm ra động tĩnh lớn tới mức nào? Chẳng lẽ xuất hiện một thiên tài giống như Mạc Hoàng Nhất sao? Quan phó đường chủ sừng sốt. Mạc Hoàng Nhất, trúc trưởng lão lắc đầu. Ta là nghe được chuông tiên hiền vang lên, mới không nhịn được đi qua xem. Ba cửa ải trước đó, ta vẫn chưa nhìn thấy được, không biết thành tích cụ thể, không tiện xen vào. Chỉ biết là chuông tiên hiền không ngừng ngân dài. Không ngừng ngân dài, chẳng lẽ, vượt qua bốn tiếng chuông. Quan phó đường chủ nâng lông mày lên. Đâu chỉ có vậy, Chương 476, trăm chuông đồng thời vang lên hai. Trúc trưởng lão cười khổ. Bốn tiếng vang lên là thượng cấp, không chỉ bốn tiếng chuông, chẳng phải là biểu thị đạt tới năm tiếng chuông, đây chính là lý giải hoàn toàn thấu triệt, không có bất kỳ sai lầm nào. Quan phó Đường chủ không còn có thể không để ý giống như lúc trước nữa. Hắn đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Trong chuông tiên hiền ẩn chứa tri thức, là do danh sư Tứ Tinh lưu lại đạt được 5 tiếng chuông, đã nói lên tri thức giảng giải nhận được bọn họ hoàn toàn tán thành. Người xác định là sát hạch danh sư nhất tinh chứ? Là sát hạch danh sư nhất tinh. Trúc trưởng lão gật đầu. Hơn nữa, vang lên không chỉ 5 tiếng. Không phải trúc trưởng lão không muốn nói, cố ý lưu lại tăng thêm hồi hộp. Mà là ngay cả hắn, cũng không thể tin được. Không phải 5 tiếng. Quan phó đường chủ lại cũng không nhẫn nại được, môi run rẩy. Chẳng lẽ là sáu tiếng chuông năm tiếng chuông đại biểu thấu triệt sáu tiếng chuông là hoàn mỹ nói rõ lý giải đối với công pháp nói chung không có sự khác biệt với danh sư tứ tinh còn chưa nói hết lời trúc trưởng lão lại dùng âm thanh khiến cho hắn phát điên nói là bảy tiếng chuông phù phù đầu gối quan phó đường chủ mềm nhún một lần nữa ngồi ở chỗ ngồi sắc mặt trắng bệch bảy tiếng chuông vang lên các tiên hiền đều tán thành điều này làm sao có thể người người đều biết 6 tiếng chuông vang vọng, lại đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, nhưng không biết, phía sau còn có 7 tiếng chuông. Đạt được loại tình huống này, tương đương với nhận được sự tán thành của chuông tiên hiền. Nói cách khác, nhận được danh sư tứ tinh tán thành, ở trên lý giải công pháp, có thể luận bàn ngang hàng. Một người sát hạch danh sư nhất tinh, khiến cho ý niệm của danh sư tứ tinh lưu lại tán thành, luận bàn ngang hàng. Quan trạch quyền chỉ cảm thấy sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoàn toàn điên cuồng làm phó đường chủ danh sư đường nhiều năm như vậy hắn gặp qua không ít thiên tài nhưng biến thái như vậy đừng nói chưa thấy qua nghe cũng chưa từng nghe qua vang lên bảy tiếng chuông không phải có thể mời đường chủ qua chứ thấy thân thể hắn run rẩy trúc trưởng lão biết đổi lại thành ai nghe được tin tức này sợ rằng cũng sẽ như vậy hắn lại nhìn qua cái này đương nhiên có thể chỉ có điều ta đi xem trước xác nhận một chút Cô nén chấn động trong lòng, quan phó đường chủ thở ra một hơi, vẫy tay áo. "Vậy được rồi, chúng ta đi." Trúc trưởng lão gật đầu, hai người đi ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng, "Con!" một tiếng chuông cực lớn vang lên, vang vọng toàn bộ danh sư đường. Âm thanh trước đó chỉ vang vọng ở bên trong đại sảnh của sát hạch danh sư. Âm thanh này hình như cũng khiến cho toàn bộ Thiên Vũ Vương Thành phải lắc lư một cái. Chấn động mãnh liệt giống như muốn xé rách không cùng xiềng xích của danh sư đường, khiến thiên địa đều thông suốt mở ra một đường. Dưới chấn động cực lớn, quan phó đường chủ, trúc trưởng lão đồng thời ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không thể tin được âm thanh đang chậm rãi vang lên. Là, trăm chuông đồng thời vang lên, các tiên hiền bái phục. Chuyện này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các tiên hiền bái phục, có ý gì, ta thế nào lại chưa từng nghe nói qua? Nghe được tất cả tiếng chuông đồng thời vang lên, âm thanh giống như là muốn xé rách không khí, lăng tiêu tiêu không thể tiếp tục kiềm chế được, nhìn về phía lão nhân phía sau. Nàng từng nghe nói một tiếng chuông, hai tiếng chuông, ba tiếng chuông, mãi cho đến sáu tiếng chuông, bảy tiếng chuông lại chưa từng nghe qua. Hiện tại trăm chuông nổi lên, càng làm cho đầu nàng choáng váng, không hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trăm chuông nổi lên, các tiên hiền bái phục, chính là có ý cho dù danh sư tứ tinh ở chỗ này cũng sẽ an tâm nghe giảng bài, không dám phản bác. Nói đúng là, vị Trương Huyền này giảng giải đối với công pháp đã vượt qua Phạm chủ Tứ Tinh, đạt được danh sư Ngô Tinh, thậm chí càng cao hơn. Lão nhân run rẩy, cái gì? Vượt qua Tứ Tinh? Sắc mặt Lăng Tiêu Tiêu nhất thời trắng bệch. Người kia cái gì cũng đều không hiểu, lý giải đối với công pháp, võ kỹ lại vượt qua Tứ Tinh. Sao có thể như vậy được? Nàng chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, cũng muốn phát điên rồi. Đúng vậy, chỉ có điều. Lão nhân nói đến đây liền ngừng lại, trong ánh mắt hoảng sợ, vẫn mang theo sự nghi ngờ. Chỉ có điều cái gì? Lần này không chỉ Lăng Tiêu Tiêu, ngay cả Hồng Vân Đan sư đứng một bên cũng nhìn qua. Chỉ có điều, tình huống bình thường, trăm chuông nổi lên, các tiên hiền tán thành, tiếng chuông phải liên tục vang vọng trong thời gian uống cạn chén trà, xem như ăn mừng thế nào chỉ vang lên một tiếng lại kết thúc. Thời gian uống cạn một chén trà. Đúng vậy, lão nhân lắc đầu. Xem ra chỉ có thể chờ rất nhiều danh sư đi ra mới có khả năng biết được đáp án. Bên trong gian phòng của biển công pháp, tất cả danh sư nhất tinh chịu trách nhiệm sát hạch đều nghe như mê như say. Người thanh niên trước mắt này giảng giải đa ba thủy văn trưởng, quá thấu triệt. Dựa theo phương pháp hắn giảng giải để tu luyện, không bao lâu là có thể người người học được thật sự đạt được người người như rồng. Cong 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 cong, mọi người đều say xưa, chuông lớn xung quanh, nghe được lý luận cao thâm như vậy, cũng hưng phấn không thôi, đồng thời vang lên tiếng chuông, âm thanh sông thẳng lên trời. Im lặng, xong chưa? Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ta không tính toán ngược lại cũng thôi, bây giờ lại cùng nhau kêu loạn, ta còn chưa có giảng giải xong đâu, kêu loạn cái rắm. Lông mày nhíu lại một cái, Trương Huyền quát lớn một tiếng, Ô, rất nhiều chuông lớn đang kêu lên, lập tức im lặng. Đám người ngô sư, Mạc Hoàng Nhất, Mạc Vũ, Khương Thần Há hốc miệng, mỗi một lộ ra vẻ mặt muốn phát điên. chương 477, Nguy rồi. Một, chuông tiên hiền lại là do danh sư tứ tinh tự tay chế tạo, trong đó lưu có ý niệm của bọn họ. Toàn bộ người trong danh sư đường, bao gồm cả đường chủ ở bên trong, đều xem nó như tổ tông. Một tiểu tử sát hạch danh sư nhất tinh, trực tiếp quát lớn vẫn là trong cơn giận dữ, phiền não không thôi. Ta ngất, đám người ngô sư đều cảm thấy có lòng muốn chết. Người khác nhận được trăm chuông đồng thời ngân lên, các tiên hiền bái phục, khẳng định hưng phấn không tìm được phương hướng, không biết họ gì. Người này thì hay rồi, trái lại cảm thấy quá ồn, lửa giận thiêu đốt, giống như quát mắng con cháu. Người còn có thể mạnh hơn một chút nữa, lại điên cuồng hơn một chút không? Điều này còn không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là, nghe được hắn quát lớn tiếng chuông tự nhiên thật sự ngừng lại nói cách khác bên trong tiếng chuông ẩn chứa ý niệm của danh sư tứ tinh tất cả đều khuất phục đối với hắn trời à đây cũng không phải là bái phục mà là thần phục rất nhiều danh sư sắc mặt mỗi người đều sám ngắt hận không thể lập tức ngắt đầu xuống làm danh sư bọn họ cũng coi như đã nhìn thấy đủ chuyện đời nhưng loại cục diện trước mắt này vẫn khiến cho mỗi người bọn họ phải phát biên khó có thể tự kiềm chế nhất là khương thần trước đó hắn vẫn căm thù đối với người trước mắt này nay nhìn thấy một cảnh tượng như vậy hắn khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa thì chui vào trong lòng đất đây là yêu nhiệt từ đâu xuất hiện đối với ý niệm danh sư tứ tinh lưu lại dám lớn tiếng quát mắng khiến bọn họ khiếp sợ đến mức không dám ngân vang dựa vào cho dù là phụ thân hắn cũng không có sức sống mạnh như thế Ta, ta sẽ không thua ngươi. Toàn thân Mạc Hoàng Nhất cũng cứng đờ, qua hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn từ khi bắt đầu tu luyện vẫn mang theo vòng ánh sáng thiên tài. Bất kể loại chức nghiệp nào, loại công pháp, võ kỹ nào, chỉ cần hắn học tập, tu luyện, tuyệt đối đều sẽ đứng đầu. Cho dù sát hạch danh sư cũng vậy, phá tan tất cả kỷ lục của danh sư đường, danh tiếng chấn động 13 vương quốc. Mà bây giờ tất cả kỷ lục lại bị người trước mắt này lần lượt phá tan, khiến cho hắn cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng, toàn thân cũng có phần điên cuồng. Ra ngoài, ta lại sát hạch danh sư nhị tinh. Ánh mắt hắn kiên định. Trước đó hắn có thể sát hạch nhị tinh, chỉ có điều muốn phá được càng nhiều kỷ lục hơn, nên hắn mới luôn nhẫn nhịn. Hiện tại trương huyền này một đường đuổi đến, khiến cho hắn lại không dám dừng lại. Người tuy rằng lợi hại, nhưng mức độ tâm cảnh chỉ có 5.1 cách có thể sát hạch nhị tinh còn có một khoảng rất lớn. Chờ tới thời điểm ngươi có thể sát hạch, ta sẽ lại bỏ qua ngươi một khoảng cách lớn. Lòng tin của Mạc Hoàng nhất lại dâng lên. Thành thích ở phòng tín nhiệm, phòng trợ giúp tu luyện, biển khôi lỗi, biển công pháp của đối phương tất cả đều có rất tốt, nhưng vậy thì thế nào? Căn bản nhất của danh sư là mức độ tâm cảnh, chỉ có 5.1, căn bản không đủ sát hạch danh sư nhị tinh. Muốn sát hạch nhị tinh phải đạt được ngoài 6.0 mới được. Cái khác có thể học tập, có thể lợi hại, nhưng thứ này chỉ có thể làm từng bước, đi từng bước một tới. Chỉ cần hắn sát hoạch nhị tinh trước, đồng thời thành công, cái danh thiên tài vẫn là của hắn. Bất kỳ kẻ nào cũng cướp không được. Quát mắng chuông lớn xong, thấy bọn chúng không tiếp tục ẩm ý, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Người nói mấy cái chuông có phải có tật xấu hay không? Kêu lên một tiếng, hai tiếng thì cũng thôi, còn đổ chuông không ngừng, thậm chí còn tất cả đều vang lên. Ngươi cho ta chút mặt mũi có được không? chứng tê giải, nếu không phải thấy là của công của danh sư đường, hắn đã sớm phá thành tám mảnh. lại nói một hồi, lúc này hắn mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngô sư trước mắt. như vậy ta có tính là thông qua không? nếu như không thông qua, lại tiếp tục. bộ vũ kỹ này, căn cứ theo hắn lý giải, chỉ nói gần một nửa. chỉ có điều Lăng Tiêu Tiêu và Ngô Sư đều từng nói, chỉ cần tiếng chuông vang lên, xem như thông qua. Hiện tại khắp phòng chuông lớn lại vang lên không ngừng, hận không thể nhảy dựng lên. Chắc hẳn là xem như đủ tư cách chứ. Thông qua. Nuốt hớp nước miếng, Ngô Sư gật đầu. Chăm chuông cũng đã đồng thời vang lên, các tiên hiền bái phục, nếu không thông qua, ra khỏi cửa sợ rằng sẽ bị Đường chủ lập tức đánh chết. Như vậy cũng tốt. Nghe được thông qua, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu thông qua, vậy tiến hành cửa ải tiếp theo." Nói xong, hắn đi ra ngoài trước. Bên ngoài đại sảnh, trăm chuông đồng thời vang lên, căn cứ theo ghi chép, chắc là phải ngân vang trong thời gian uống cạn một chén trà. Thế nào chỉ vang lên mấy hơi thở đã không nghe thấy nữa. Lúc này, quan phó đường chủ và trúc trưởng lão cũng đến nơi này, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía cửa lớn. Có phải là vận khí người sát hạch này vô cùng tốt? rút được võ kỹ hoặc công pháp vô cùng đơn giản, đồng thời trước đây đã nhìn thấy qua sách liên quan, lúc này mới khiến cho trăm chuông đồng thời nổi lên, các tiên hiền bái phục. Chỉ là, không phải là lý giải và lý luận của mình, mới vang lên một chút, liền vội vàng kết thúc. Trúc trưởng lão suy nghĩ một chút nói. Danh sư giảng bài, phải có thứ của mình, một mặt bắt trước theo, hoàn toàn không có sự đổi mới, chỉ có thể được cho tài năng tầm thường, cùng với thiên tài không có bất cứ quan hệ gì, nếu là như vậy, vì sao trăm chuông đồng thời vang lên một tiếng lại vội vàng kết thúc, ngược lại cũng nói thông. Nói như vậy thật ra cũng rất có thể. Thần sắc quan phó đường chủ nghiêm trọng, đang muốn nói tiếp, lại thấy cửa phòng két. Một tiếng mở ra, Trương Huyền đi ra trước. Ngay sau đó các danh sư khác cũng đi theo ở phía sau. Ngô sư, nhìn thấy được mọi người đi ra, quan phó đường chủ đánh tiếng gọi. Đang muốn cùng Trương Huyền nói cái gì đó, nhìn thấy được phó đường chủ xuất hiện, một sư không kịp nói, liền vội vàng ninh đón. Thiên vũ vương quốc, tổng cộng có 13 vị danh sư nhất tinh, 3 vị danh sư nhị tinh, quan phó đường chủ và trúc trưởng lão, chính là hai trong ba vị phía sau. Danh sư nhị tinh gọi, sao hắn dám chậm trễ? Người sát hạch vừa rồi rút được quyển bí tịch gì? Quan phó đường chủ nhướng mày, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không biết có phải là thiên vũ cửu trọng quyết, khí toàn trưởng hay không? Nếu là như vậy, có thể phải sát hạch một lần nữa. Thiên Vũ Cửu Trọng Quyết và Khí Toàn Trường tương tự với Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết của Hồng Thiên Học Viện, là công pháp cơ sở nhất của Thiên Vũ Vương Quốc, gần như người người đều biết. Nếu như sát hạch danh sư rút được loại võ kỹ cấp bậc như vậy, cho dù thu được tiên hiền tán thành cũng vô dụng. Bởi vì quá tràn lan, có thể giảng giải không tính là bản lĩnh gì cả. Thiên Vũ Cửu Trọng Quyết, Khí Toàn Trường. Không nghĩ tới Phó Đường chủ sẽ nghĩ như vậy một sự cười gượng lắc đầu là đa ba thủy văn trưởng đa ba thủy văn trưởng ngươi nói cái gì quan phó đường chủ thoáng sửng sốt một chút thân thể lập tức run lên bộ công pháp này rất khó khăn tu luyện đi hắn rút cái này những người khác cũng có ý tưởng như vậy vừa nghe nói thế tất cả đều nhất thời run rẩy bộ vũ ký này là một trong những võ kỹ khó tu luyện nhất ở thiên vũ vương quốc gần như người người đều biết rút được quyển sách này, trăm chuông đồng thời van lên. Nếu như là đa ba thủy văn trưởng, vậy, vì sao trăm chuông đồng thời vang lên lại chỉ có một tiếng, liền dừng lại? Dựa theo ghi chép, không phải là vang vọng thời gian đủ để uống cạn một chén trà sao? Trúc trưởng lão không nhịn được nói chen vào. Những người khác cũng nhìn qua, muốn nghe một chút xem bên trong rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Là, ngô sư lộ ra vẻ mặt cổ quái, Chương 478, nguy rồi. Hai. Ban đầu tiếng chuông vẫn vang lên, Trương lão sư cảm thấy quá ồn, mắng một câu. Hắn chấp nhận, nói ra cảnh tượng vừa mới nhìn thấy. Các danh sư khác cũng đồng thời gật đầu, mỗi một người hình như còn chưa từ trong khiếp sợ trước đó tỉnh táo lại, ngây ra như phỗng. Ngại quá ồn, quát mắng Chuông Tiên Hiền. "Chúc trưởng lão, quan phó đường chủ và mọi người bên trong đại sảnh nghe được giải thích này, giống như các danh sư khác, thiếu chút nữa thì trực tiếp phun ra máu tươi. Người khác sát hạch danh sư, nằm mơ cũng muốn tiếng chuông vang lên thêm vài cái. Người này tự nhiên ngại ẩm ý. Được rồi, nếu đã không thành vấn đề, thì xong cửa ải thứ tư, lại tiếp tục sát hạch cửa thứ năm. Ta cũng muốn khiến cho danh sư đường chúng ta xuất hiện thêm một vị thiên tài. Biết chuyện phát sinh trong biển công pháp không có bất kỳ vấn đề gì, quan phó đường chủ cố nén khiếp sợ trong lòng, khoát tay căn dặn. Phần bộ danh sư đường bọn họ có thiên tài, đối với phó đường chủ hắn mà nói, cũng là một loại vinh quang. Vâng, ngô sư gật đầu, nhìn quanh một vòng, đột nhiên sửng sốt. Trương huyền lão sư, vừa rồi đi ở phía trước, thế nào, trong nháy mắt không thấy người đâu. Đã tiến vào đường không sai. Trong đám người không biết có ai đó nói một câu. Trương huyền vừa ra tới, nhìn thấy được bên này quá nhiều người, dù sao cũng phải sát hạch, bốn cửa ải trước không khác với lời của lăng tiêu tiêu nói, hắn cũng không ngừng lại, đi thẳng vào. Tiến vào rồi. Ngô sư sừng sốt, quả nhiên hắn nhìn thấy cửa lớn của cửa ải thứ năm đã đóng lại. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử không nhịn được co lại, sắc mặt trắng bệch. Nguy rồi. Thế nào, hắn không phải sát hạch xong cửa thứ tư, lại phải chuẩn bị tiến cửa thứ năm sao? Hiện tại hắn tiến vào trong, cũng không tính là gì cả thấy hắn hoảng sợ biến sắc, quan phó đường chủ nhướng mày. Vốn là phải tiến vào trong, người nhất thời kinh sợ như vậy làm gì? Hắn là muốn đi vào. Vẻ mặt ngô sư sốt ruột, trong ánh mắt có chút điên cuồng. Nhưng, ta còn chưa nói với hắn về quy định và những điều cần chú ý của đường không sai. Mới ra, hắn đang muốn nói với Trương Huyền rất nhiều việc về cửa ải thứ năm, đã bị phó đường chủ gọi lại. Khi hắn kịp phản ứng, người đã tiến vào. Chuyện hắn muốn căn dặn, toàn bộ cũng không kịp nói. Nói cách khác, đối phương đối với đường không sai cái gì cũng không biết, lại chui vào. Cho dù không căn dặn cũng không tính là cái gì, chỉ cần là tới sát hạch danh sư, năm cửa ải này có người nào không biết. Khẳng định hắn đã sớm chuẩn bị, không cần lo lắng. Còn tưởng rằng chuyện gì lớn, nghe được được này, quan phó đường chủ xua tay. Chỉ cần tới sát hạch danh sư, có người nào không biết nội dung của năm cửa ải này? Nếu biết, lại nhất định sớm làm ra sự chuẩn bị, sẽ không luống cuống tay chân, xảy ra vấn đề. Chuẩn bị trước, ta thật ra muốn hắn có thể chuẩn bị một chút. Nhớ tới biểu hiện của Trương Huyền này ở mấy cửa ải trước, một sự thiếu chút nữa thì khóc lên. Thực sự như vậy, hắn đã không nóng này. Người này nhìn thế nào cũng giống như là một người mới cái gì cũng không hiểu. Nếu như sớm biết trăm chuông đồng loạt kêu lên là tán thưởng cao nhất, làm sao có thể quát mắng? nếu như biết mở ám trong phòng tín nhiệm làm sao có thể dẫn một đám học sinh có tuổi tác tương đương với mình qua nếu như biết bản thân điện khôi lối có năng lực chữa trị lại làm sao có thể sau khi thắng lợi vẫn ở bên trong muốn tu sửa hắn chắc hẳn là cái gì cũng không biết sát hạch danh sư có năm cửa ải là ta vừa nói cho ngày hôm qua thời điểm ta vừa gặp được hắn ngay cả danh sư đường chúng ta ở vị trí nào hắn cũng không biết nghe được hai người nói chuyện Lăng Tiêu Tiêu không nhịn được mở miệng. Đám người quan phó đường chủ, trúc trưởng lão hình như cũng biết nàng, không tức giận vì nàng nói chen vào, trái lại đều nhìn qua. Lăng Tiêu Tiêu liền nói ra một lượt tất cả chuyện mình gặp mắt Trương Huyền ngày hôm qua, cho tới chuyện gặp nhau hôm nay. Ngay cả danh sư sát hạch cái gì cũng không biết, lại tới đây sát hạch, còn làm ra thành thích lợi hại như vậy. Những người khác nghe được lời của nàng, lại phát điên rồi vốn tưởng rằng người này hiểu rất nhiều đối với quy tắc đã sớm làm ra chuẩn bị lúc này mới thi ra loại thành tích như vậy kết quả người ta không biết quy định là cái gì lại tùy tiện thi tùy tiện thi lại thi ra loại thành tích như vậy đây là phải có bao nhiêu nghịch thiên thân thể mạc hoàng nhất còn thoáng lảo đảo một cái muốn nôn ra máu hắn vì sát hạch danh sư nhất tinh chuẩn bị không biết bao lâu mới làm ra loại thành tích này kết quả còn không bằng đối phương cái gì cũng không biết lại tới đây nếu như vậy còn chuẩn bị cái rắm hắn nếu quả thật cái gì cũng không biết vậy khẳng định không biết đường không sai thật ra phân thành hai cửa ải nghe được lăng tiêu tiêu giới thiệu không chỉ ngô sư khẩn trương ngay cả sắc mặt quan phó đường chủ cũng trầm xuống thân thể không tự chủ được run rẩy vậy đúng vậy chia ra làm hai cửa ải hơn nữa còn là song song những người khác cũng nghĩ tới điều gì, đồng tử tất cả đều co lại. Phân ra hai cửa ải là có ý tứ. Nhìn thấy được mọi người khẩn trương như vậy, Hồng Vân Đan sư có chút không rõ, không nhịn được mở miệng. Đường Không Sai, ngoài mặt có khôi lỗi biểu thị công pháp, phó kỹ, nghe có chút cùng loại với điện khôi lỗi, trên thực tế lại hoàn toàn khác. Điện khôi lỗi là khôi lỗi tranh đấu với nhau, thử thách chính là chỉ điểm. Mà Đường Không Sai, không chỉ phải tìm ra chỗ thiếu hụt của khôi lỗi còn kiểm nghiệm đối với tu vi của người sát hạch nói cách khác đường không sai là phải tiến hành chiến đấu với khôi lỗi trong khoảng thời gian một nén hương tìm ra chỗ thiếu hụt cũng tiến hành lợi dụng đánh bại mới tính là thông qua không tìm được khôi lỗi vô cùng có khả năng không ngừng công kích thậm chí còn có thể giết chết hắn giết chết không ít học đồ cũng không biết đường không sai kinh khủng như vậy toàn bộ đều ngẩn ra tại chỗ chỉ cần sát hạch danh sư đều sẽ từng trải qua cái này, sẽ không có gì nguy hiểm. Hồng Vân Đan Sư không nhịn được hỏi. Nhiều người sát hạch danh sư như vậy, chưa từng nghe qua có ai bị giết chết. Nếu những người khác không nguy hiểm, hắn chắc hẳn cũng không có gì khác biệt lắm. Người khác không nguy hiểm, hắn lại khác. Khóe miệng mô sư co giật. Sát hạch đường không sai của Thiên Vũ Vương Quốc, tổng cộng hai cửa ải. Cửa sát hạch thứ nhất là danh sư nhất tinh cửa sát hạch thứ hai là nhị tinh đổi lại thành người khác khẳng định sát hạch hết cửa thứ nhất lại đi ra ta vừa rồi chưa nói hắn cái gì cũng không biết nếu chẳng may liều lĩnh trực tiếp xông đến cửa thứ hai đây chính là khôi lỗi tông sư cảnh khôi lỗi tông sư cảnh mọi người đều giật nảy mình sát hạch danh sư nhất tinh cũng lại là thực lực thông huyền cảnh đối mặt với khôi lỗi thông huyền cảnh có thể chiến thắng còn muốn đối mặt với tông sư cảnh hơn nữa còn là tông sư cảnh gần như không có chỗ thiếu hụt nào cơ bản chẳng khác nào chịu chết sắc mặt mọi người trắng bệch đây chính là cục diện người chết không có sống thông huyền cảnh và tông sư cảnh hai khái niệm không thể so sánh nổi nhanh đi ngăn cản quan phó đường chủ vội vàng kêu thật vất vả xuất hiện một thiên tài lại bởi vì không biết quy định ngã xuống vậy danh sư đường này của bọn họ cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa Ông. Còn chưa nói hết, chỉ thấy tường của cửa thứ năm đường không sai trước mắt lắc lư một hồi, một ánh sáng đột nhiên lập lòe phát ra. Hắn, hắn, nhìn thấy được màu sắc của ánh sáng, thân thể ngô sư thoáng lắc lư một cái, trước mắt tối sầm. Đã không kịp nữa, hắn, hắn không đi cửa thứ nhất, trực tiếp xông vào trong cửa thứ hai. chương 479, 30 chỗ thiếu hụt một. Lặng ngắt như tờ. Thực sự lo lắng cái gì thì cái đó tới. Cửa thứ nhất và cửa thứ hai của đường không sai cũng không cách xa nhau, mà là ngay sát. Tình huống bình thường, trước khi tiến vào, một sư đều sẽ sớm căn dặn, chắc hẳn có khả năng kích hoạt cửa thứ nhất. Cho dù không căn dặn, chỉ cần là học đồ của Thiên Vũ Vương quốc, cũng đều biết quy định, sẽ không xuất hiện quá nhiều sai lệch. Người này thì hay rồi, cái gì cũng không hiểu, lại tùy tiện xông vào. Xông vào ngược lại cũng thôi, cửa thứ nhất cũng không đụng tới trực tiếp tiến vào cửa thứ hai. Vận khí này cũng quá tệ đi. Bây giờ có thể đi vào cứu người hay không? Hồng Vân Đan sư vội vàng mở miệng. Đường không sai một khi hoạt động, ngoại trừ xuất hiện kết quả, sẽ không có cách nào dừng lại. Sắc mặt Ngô sư nhất thời trắng bệch, có chút do dự. Trừ khi Đường chủ tự mình qua, sử dụng đường chủ lệnh mạnh mẽ xông vào. Tốt lắm." Quan phó Đường chủ gật đầu, xoay người rời đi ta đi tìm đường chủ, hy vọng hắn có thể kiên trì đến khi đường chủ đi tới. Một thiên tài trước đó mấy lần liên quan tiếp theo phá kỷ lục. Nếu thật sự bởi vì sai lầm của bọn họ ngã xuống ở chỗ này, toàn bộ phân bộ cũng sẽ nhận phải tai họa cực lớn. Kiên trì đến khi đường chủ đi tới, có khả năng sao? Sắc mặt Ngô sư trở nên trắng bệch. Thông Huyền Cảnh đối mặt với cường giả tông sư, gần như sẽ lập tức bị giết chết trong nháy mắt, làm sao có thể kiên trì được? chỉ có thể trông mong hắn cắt nhân thiên tướng. Biết không có biện pháp nào khác, hắn không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn trước mắt, trong lòng âm thầm chờ đợi. Gian phòng bên trong cửa ải thứ năm, Trương Huyền nhìn chầm chầm vào khôi lỗi trước mắt. Bốn cửa ải trước, Lăng Tiêu Tiêu nói chưa từng sai, không tranh lệch so với lời ngô sư nói là bao. Hắn lại không thấy có vấn đề gì, thấy mọi người nói chuyện phiếm, liền đẩy cửa đi vào. Vừa tiến đến, Hắn nhất thời phát hiện có điểm không bình thường. Hắn vừa vào cửa, một con khôi lỗi tự nhiên lại đánh tới, bị hắn lập tức đánh cho lật mình nằm trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích. Hiện tại khôi lỗi thứ hai cũng vào tới, so với thực lực của con đầu tiên rõ ràng có sự khác biệt. Nếu không phải tốc độ của hắn nhanh, có khả năng đã bị thương. Khôi lỗi tông sư cảnh sơ kỳ, không hổ danh là cửa ải cuối cùng, so với mấy cửa ải trước đó còn lợi hại hơn. Nhận ra thực lực của Khôi Lỗi, hai mắt Trương Huyền nheo lại. Cửa thứ ba giao chiến với hai con Khôi Lỗi, chỉ là tu vi thông huyền cảnh. Con này trực tiếp là tông sư cảnh sơ kỳ, thảo nào sát hạch danh sư, nhiều người chẳng qua cũng chỉ như vậy. Sợ rằng đối thủ cường đại như thế, cũng rất khó chiến thắng. Chỉ có điều, với ta mà nói không tính là gì cả. Khôi Lỗi tông sư cảnh tuy rằng lợi hại, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, không tính là gì cả hắn đạt được nửa bước tông sư, lực lượng nắm giữ 1.500 đỉnh. Chỉ dựa vào thực lực, đã có thể cứng rắn lay động cường giả tông sư sơ kỳ. Lại thêm các loại thân pháp, quyền pháp phó khí thiên đạo, cùng với khả năng quan sát nhìn thấu chỗ thiếu hụt của người khác, tông sư trung kỳ, hậu kỳ giao chiến với hắn, cũng không nhất định có thể giành thắng lợi, càng chưa nói là một con khôi lỗi. Vù! Trong lòng hắn thầm nhủ, khôi lỗi trước mắt đã chợt vào tới. Tinh thần thoáng động, Nhìn ra bảy tám chỗ thiếu hụt, Trương Huyền mỉm cười, thân thể chợt lui về phía sau, kẹp ngón tay làm kiếm, điểm qua trục của một cặp bánh xe. Âm, um, chiêu này hắn không sử dụng lực lượng gì, khôi lỗi lại giống như bị đòn nghiêm trọng, thân hình cao lớn không chống đỡ được, lui về phía sau. Tiếp tục, một chiêu đắc thủ, Trương Huyền cũng không do dự, thân thể tung lên, xông tới, không chút nương tay, đánh mạnh về phía chỗ thiếu hụt của khôi lỗi. Nếu cái này gọi là đường không sai đó chính là phải tìm chỗ thiếu hụt tiến hành công kích, công kích chỗ thiếu hụt càng nhiều, thành tích khẳng định cũng lại càng cao. Vừa rồi, khôi lỗi đầu tiên xông tới quá nhanh, không kịp phản ứng lại một tát đánh bay. Hiện tại thực lực khôi lỗi này mạnh, vừa vặn có thể luyện tay một chút. Âm 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 âm, nắm đấm, bàn chân, khuỷu tay, bắp đùi, các loại công kích đều rơi vào trên người khôi lỗi, đánh cho nó liên tiếp lui về phía sau. Từ khi chuyển tiếp tới đây, trên cơ bản Trương Huyền không mấy khi chiến đấu. Lúc này hắn dùng toàn lực, cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể gào thét, chạy khắp toàn thân, thoải mái nói không nên lời. Âm, um, âm, um. dọc theo kinh mạch, chân khí tinh thuần càng chạy càng nhanh, thời gian chỉ có chốc lát, lại xông qua vài gông cùng xiềng xích bình thường tu luyện khó có thể đột phá. Tự nhiên phá tan vách ngăn tông sư cảnh. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Không nghĩ tới lần này tấn công tự nhiên phá tan vách ngăn tông sư hắn chậm chạp không đột phá được, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, đạt được tông sư cảnh. Bước vào tông sư, giống như cá hóa rồng, toàn thân bất kể tuổi thọ, hay thể lực đều sẽ có tiến bộ rõ ràng. Trước đó, tuy rằng cảm giác cách một lớp màng mỏng, nhưng hắn biết, không mất mấy tháng khổ luyện rất khó bước ra được. Thật không nghĩ tới một trận chiến đấu lại đâm qua. Trước đó thong thả đột phá, vừa lúc có thể dùng khôi lỗi này luyện tay một chút. Trong lòng vui vẻ, Trương Huyền cũng không nóng nảy đột phá. Một khi đột phá, đánh người này, khẳng định đơn giản giống như đánh chó, cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Vừa vặn có thể nhân lúc hiện tại, cố gắng rèn luyện bản lĩnh cùng người chiến đấu, đồng thời tiến hành lợi dụng năng lực đối với chỗ thiếu hụt. Đường chủ sở, không có. Phòng nghị sự, không có. Đường chủ có thể đi nơi nào? Biết vị thiên tài kia bị nhốt đường không sai. Quan phó Đường chủ hoàn toàn không có chút ngừng lại. Thực lực tông sư đỉnh phong thi triển ra, tốc độ nhanh giống như một luồng gió xoáy. Rất nhanh, những nơi Đường chủ bình thường xuất hiện, hắn đều đã tìm một lượt, thậm chí ngay cả nửa cái bóng cũng không tìm được. Trước đó hắn vẫn cho là Đường chủ đang bế quan tu luyện. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, người tự nhiên không ở danh sư Đường. Hậu viện. Chương 480, 30 chỗ thiếu hụt 2 tìm hết phía trước thân thể hắn rẽ một cái cháy về phía sau viện không ít danh sư đều ở chỗ này phía sau danh sư đường là một tòa phủ đệ rất to phân cách ra rất nhiều viện đường chủ đang ở lại trong đó tốc độ bay nhanh thời gian sáu bảy lần hít thở hắn đã đi tới viện của viện trưởng hắn còn chưa tiến vào trong liền nghe được một tiếng man thú gào thét làm sao có thể có man thú quan phó đường chủ bị dọa cho giật mình đây là danh sư đường cũng không phải là thú đường man thú từ nơi nào xuất hiện lẽ nào đường chủ gặp nguy hiểm đồng tử hắn co lại cũng không để ý tới các loại lễ nghi thông báo đẩy cửa vọt vào đường chủ hắn la lên một tiếng đang muốn ra tay lại nhìn thấy rõ cảnh tượng trong viện không nhìn được dừng lại tại chỗ viện trưởng thật sự đang ở trong sân cũng có man thú chỉ có điều cũng không phải chiến đấu như trong tưởng tượng của hắn mà là người trước vừa nướng thịt xong, đang tiến hành nuôi nấng người sau. Một con man thú cực lớn đang hưng phấn ăn, vẻ mặt hưởng thụ. Quan sư, như thế lại vội vàng qua đây, đã xảy ra chuyện gì? Thấy hắn không thông báo, đã trực tiếp xông tới, lông mày đường chủ nhíu lại một cái. Đường chủ, không xong, một thiên tài, sát hạch danh sư, kết quả rơi vào đường không sai. Quan phó đường chủ biết bây giờ không phải là thời điểm giàu dĩ mấy vấn đề này hắn vội vàng nói sơ qua mọi chuyện một lượt. Ngươi nói, hắn ở dưới tình huống hoàn toàn không hay biết gì, trực tiếp kích phát khôi lỗi ở cửa thứ hai sao. Đường chủ sửng sốt, cũng lộ ra vẻ sốt ruột. Thực sự hồ đồ, đi mau. Biết không thể chậm trễ thời gian được nữa, không để ý tới con man thú đang ăn thịt, thân thể đường chủ thoáng lắc một cái, phóng ra ngoài. Tốc độ của hai đại cường giả tông sư cảnh đỉnh phong cực nhanh, giống như gió mạnh, chừng 10 lần hít thở, liền vào tới đại sảnh sát hạch danh sư. Vốn tưởng rằng vừa tiến vào trong đó, sẽ thấy sắc mặt khẩn trương của tất cả mọi người. Ai biết lại nhìn thấy mỗi người bọn họ mở to hai mắt nhìn, mất hồn mất vía, giống như chúng ta. Đây là thế nào? Đường chủ nghi ngờ. Thiên tài lợi hại như vậy rơi vào đường không sai, mọi người không phải nên lo lắng sốt ruột, trông mong mình qua, nghĩ biện pháp cứu người sao. Thế nào mỗi một người trái lại hoàn toàn không có chút lo lắng, lại giống như choáng váng. Đường chủ, ngài, ngài xem. Hắn đang cảm thấy kỳ quái, quan phó đường chủ phát hiện ra cái gì, không nhịn được chỉ về phía trước. Thuận theo ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường cửa thứ năm, một loạt chữ số phóng ra ánh sáng cường đại, chiếu vào làm đau cả mắt. 465, đây là cái gì? Thân thể run lên, đường chủ thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Chắc, chắc là tìm ra sai lầm, xuất hiện điểm Quan phó đường chủ nuốt nước miếng. Tìm sai lầm, xuất hiện điểm. Sắc mặt đường chủ tối sầm, đã sắp muốn nôn ra máu. Người không phải nói người này gặp phải nguy hiểm, sắp bị giết sao. Không phải nói rơi vào cảnh khốn cùng không có cách nào đi ra sao. Số điểm này là cái quỷ gì? Đường không sai, tìm ra một chỗ sai lầm, một chỗ thiếu hụt sẽ tăng một điểm, tìm ra hai chỗ, tăng hai điểm, ba chỗ tăng ba điểm. Lần lượt tăng lên, người khác, cho dù thiên tài đi nữa, tìm khoảng 6 điểm, 10 điểm, đã là lợi hại đến đỉnh điểm, kỷ lục trăm năm khó phá. Còn trước mắt này, 465. Trời à, 465 cũng lại đại biểu, tìm ra 30 chỗ thiếu hụt của khôi lỗi. Trong lòng đường chủ run lên, da mặt không ngừng co giật, cảm thấy sắp muốn phát điên rồi. Đường không sai được gọi là không sai, chiêu số, công pháp, khôi lỗi thi triển ra đều trải qua danh sư tứ tinh đặc biệt xét duyệt qua chiêu số có thể phát huy ra, cường đại giống như danh sư tứ tình ép thấp tu vi. Cho dù Lưu lại có sai lầm, cũng tối đa một cái, hai cái, khiến người ta khó có thể phát hiện. Người này thì hay rồi. 30 chỗ thiếu hụt, 465 điểm. Khôi lỗi là do nhà ngươi chế tạo ra sao? Ngươi xác định, hắn xông vào cửa thứ hai, mà không phải cửa thứ nhất. Khóe miệng Đường chủ co giật một hồi, cũng không nhịn được nữa một người sát hạch danh sư nhất tinh trong lúc vô ý xông vào cửa thứ hai, tìm ra 30 chỗ thiếu hụt của khôi lỗi tông sư cảnh. Cho dù người sát hạch danh sư nhị tinh cũng làm không được. Tường cửa thứ nhất lóe lên ánh sáng là màu xanh lam, cửa thứ hai là màu đỏ. Thời điểm cửa ải khởi động, ta tận mắt nhìn thấy là màu đỏ, không có sai. Quan phó đường chủ cũng lộ ra vẻ mặt si ngốc. Mình đầy suốt ruột mời đường chủ đi theo, là muốn để cho hắn cứu người, để cho một thiên tài tránh gặp khó khăn bất chắc. Kết quả, người ta ở bên trong đánh hết sức cao hứng, chơi rất vui vẻ. Lúc này thời gian mới bao lâu? Cứ thế tìm ra hơn 30 chỗ thiếu hụt. Thân thể quan phó đường chủ thoáng lắc lư một cái. Đừng nói hắn, cho dù bắt tất cả danh sư danh sư đường đều tiến vào trong, cũng tìm không ra nhiều như vậy. Dù sao, đây là khôi lỗi danh sư tứ tinh lưu lại, ngoại trừ kiến thức vượt qua đối phương, muốn tìm ra nhiều thiếu sót như vậy, gần như không có khả năng két hai người đang phát điên cửa phòng mở ra một người thanh niên đi ra thấy hắn đi ra ngô sư vội vàng nghênh đón trương sư ngươi không có sao chứ thông qua năm cửa ải sát hạch đã nhất định là danh sư bởi vậy hắn ngay cả xưng hô cũng sửa lại từ trương lão sư trước đó đổi thành trương sư sát hạch bình thường có thể có chuyện gì vẻ mặt trương huyền kỳ quái nhìn qua ngay sau đó không có hứng thú. Chỉ có điều, vừa rồi không khống chế tốt lực lượng, đánh tan khôi lỗi kia. Chắc hẳn, cũng có thể tự động chữa trị đi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 480.